Hello các bạn nha, mấy hôm rồi không có gặp thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái Catan Roleplay này. Dạo này cũng không biết chơi cái gì. Ủa, ấy nào dục cái sẻng ở ngay cái giữa đó vậy, cái sẻng trên nóc xe, nào chơi khúc nạn dục tùm lum vậy, mất Này này, banh phục hết không có trơn rồi, lý nó do dục, gì hết trơn. nó dục cái Lý sẻng, do nó gì dục hết nguyên cái trơn. túi trên cái nóc xe luôn rồi trời. Góc Rồi hôm trời. nay Thì mình sẽ quay trở lại với cái Catan Roleplay này cùng với team của mình. Thì hôm nay tụi mình có một cái lô xe mini khá là thú vị, các bạn nhìn đây nè, mấy con xe này là mấy con xe go kart đó các bạn. Hết ý tưởng rồi cho nên mấy nay đâu có like nhiều đâu, thành ra là vắt óc dữ lắm mới ra được mấy cái ý tưởng, tại vì hiện tại là mình đang đợi cốt truyện mới cho nên là tạm thời thì mình không có like, gọi là không biết được like cái gì nữa, tại vì lúc vô cũng gọi là rượt đuổi công an hoài nó sẽ hơi chán á. Thì mấy con này là mấy con dạng xe go kart với nhau nha các bạn. Nó là xe để đua trong những cái trường đua nhỏ, có cục máy phía sau, rồi phía trước là chỉ có vô lăng rồi bàn đạp các thứ thôi. Đó, đây là phiên bản foam có nhựa, còn bên này là foam không nhựa, phiên bản rẻ tiền hơn nhưng mà nó lại nhanh hơn. Lý do là tại vì nó ít nhựa hơn, cái xe nó nhẹ hơn đó các bạn. Xe điện đụng, cũng có thể gọi là xe điện đụng. Con này là xe go-kart, xe sử dụng động cơ nè. Đó, một máy nè. Ở đây nó có cái nhồng, bên này thắng đĩa nha các bạn, đây nè. Cái chỗ kẹp kẹp này là cái thắng đĩa nha. Đó, thắng đĩa một bên thôi. Phía trước thì quỷ đi nó bu gì. Phía trước không có thắng đĩa. Phía trước mình không biết thắng cái gì nữa, hai cái này là hai cái bàn đạp nè, hai cái đồ để nó kéo ra phía sau để nó kéo chân ga cái thứ á. Đó, xe này là xe mini, xe phiên bản nghèo hơn, rút gọn lại có phiên bản bự kia ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi 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 đi, đi độ xe. Bây giờ đi độ xe nha. Vô vô. Vô vô ai xe ai người đó tự lên xe nha. Đổ anh được giờ không? Đổ anh chứ. Sao này giọng anh Khang nó kỹ vậy? Nói Nó chuyện đừng ngậm như cái mic nói bạn chị ơi, nghe mình á. để cái mic xa xa xíu, đừng ngậm cái mic. À bên Nó kia nói á. Ok các bạn, thì xe này lần đầu tụi mình chạy luôn nha. Và để coi coi hôm nay để mà hồi đông đông đi thì các bạn muốn mình lấy xe này đi leo núi hay là muốn mình lấy xe này đi 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 chào công an, tùy vào các bạn. Mình sẽ đi cướp thằng quỷ nào bắn bắn vậy, bắn bể đầu bây giờ. Mấy chị tàu chứ ngoài xe này nhìn nó bắn hoài luôn kìa, láo thiệt chứ. Chiếc này đáng sợ quá Duy ơi. Sao vậy? Nó bị dính cái gòn nó bay mất tiêu. Xe này phụ. Không có phụ Khang ơi, hành trình phụ không có. Không, đó là gì có phụ. Thì đó. Đó là cái lò xo à. Có xe này chỉ có thắng phía sau thôi nha, phía trước đấy, không có thắng nha. Không có phụ mà còn ghế bằng sắt nữa. Rồi, xí chỗ độ đầu tiên. Rồi để coi coi là đầu tiên nó sẽ cho mình biết độ mà, cái động ơi. Cơ. Các bạn có quyền Ghê là đó, sơn màu động cơ đó. Lên. Đó, thì mình sơn màu theo cái màu xe cho nó sáng. Skirt SO. Ôi, nó có độ bô rồi các bạn. Nó có độ bô titanium nè. Cái bô dài đây nè, rồi ống bô chĩa lên trời cũng là titanium nè, rồi ống bô chĩa thẳng lên trời luôn nữa. Mình nghĩ là để xéo xéo nhìn nó sẽ vui hơn. Hoặc là tờ đúng rồi, chứ chĩa thẳng lên trời nó ghê quá. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ tới grill. Nó sẽ thay đổi cái bàn đạp của mình. Thay đổi cái bàn đạp thôi à. Nhẹ hơn rồi này kia, GT nè. Primary GT nè, secondary chrome, dark chrome. Mình nghĩ là mình sẽ độ chrome đi. Rồi GT pedal. Hood có không? Không có. Bumper không có. Roof không có. Chassis. Quý để lượn lượn nghe cái tí. Từ từ. Second hell grip là cái gì vậy? Nó độ cái gì vậy các bạn ơi? Plastic với lại chrome, mình không biết nó độ cái gì nữa. Độ đại thôi à. Tăng không có, hút không có, antenna không có luôn. Rồi xong cái phần này rồi ha. Tới phần roof. Rồi xin chào tất cả các bạn đang xem stream của mình nha. Sticker có không? Ê có nè. Ê, 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 mọi người con này có tem độ rồi mọi người. Ôi. Ủa giờ nó biết hả bạn? Nè, Biết 029 tao nè, rồi. 041 nè, 057, 069, 00077, 082, 095. 101, 103. 95 là biết số đẹp rồi. Số quá. Đang tìm số đẹp đẹp coi số nào, tôi coi cái màu nào đẹp. Đổ đi, chỗ đó người ta đang đổ rồi, quý khiêm ở chỗ khác. 192. 192 Hàm Tử là địa chỉ cũ đúng không Khang? Ồ, địa chỉ của anh á. Láo. Con này lên tem đua nè, lên mỗi người một số nha. Còn mấy con quỷ mà không có nhựa thì dán chịu. Mấy cái tem này nhìn nó hay quá các bạn, 304 này nhìn nó Black Eagle. Mấy cái tem này thì nó sẽ thiên hướng về xăng dầu các thứ á. Đó. Ý kiến quá. Arrow LTD nè.
Karen Cup Muscle Gym chân. Mình nghĩ là mình nên khi về tài trợ là phải. Ôi cô bị kẹt luôn. Cái gì? Ê có tem công chúa luôn, Princess Robot luôn. Đây, đẩy đỉnh thiệt, công chúa này hơi bị 18 cộng xíu. Cái gì? Ê, có tem người hành tinh luôn. Cánh gió là đổi màu cái động cơ hả? À cánh gió là đổi màu động cơ. Burger, gà rán nè, rồi súng, bánh xe, thuốc lá, nước ngọt hết rồi. Tôi nghĩ là tôi đổ này nhìn nó hay hơn còn lại bàn. À, hợp lý. Đổ 95 hoặc là công chúa. Thôi cảm ơn. Rồi tiếp theo là Real Bomber, trước sau không có độ ha. Rất sai rồi nè mấy đứa. Ok bây giờ mình sẽ đổ động cơ lên turbo. Lên động cơ. Ủa cái này hạ phục được không ta? Không. Có phục éo đâu hả? Hạ số cuối cùng là Brack. Rồi xong rồi. Sơn màu. Ê không ai thử đổ bánh xe ha. Ê đổ bánh xe đi mọi người. Đùa. Trời ơi, đổ được bánh xe nè. Trời ơi, ngầu lắm. Ai trời ngầu rồi. Bánh xe em nè. Sơn màu bánh xe luôn nè. Láo mày, trời ơi bánh xe màu trắng nó mới đẹp. Đó. Như xe đua luôn. Đâu, xe em đâu. Lên đèn neon nữa. Người ta không có xài bánh đâu gì. Vậy. Người ta xài cái ruột không à. Con này nên để mâm này hay để mâm kia ta? Mâm này nó thể thao không ta? Sen. Ủa Sen Khang cũng có tem nữa hả Khang? Ồ. Cái anh có tem mà. Đừng Sen Khang. Ê Khang đổi cái mâm giống anh nha. Cho không chơi mâm giống mày. Thấy động cơ. Động cơ màu đỏ thế rồi. Rồi mình lấy cái mâm này đi. Mâm này nhìn nó đỡ đỡ một xíu. Mâm thịt bóp này nó hơi... Cái gì mà bếp ồn ào quá vậy? Ông quỷ kia kìa. Vẫn hay hơn. Rồi, các bạn đợi xíu mình đang độ xe xíu cho con xe này độ nhiều cái đỉnh vậy. À, biển số cho em có. Đổi màu bánh nè anh ơi. Sơn màu xe. Thích để vậy được không? Để tâu. Lộn rồi, mình vô sơn màu xe. Con này nó sơn được cái màu gì? Nó A kìa. Phán cái nó im luôn. Phán cái nó im luôn. Có ai chơi màu ray không? Màu vàng không? Có ai chơi màu vàng? Tôi chơi màu vàng cho. Màu vàng lên tem này cũng hợp lắm rồi, để màu trắng này cho đẹp. Ok, cái mâm này kỹ ta, mâm này nó xấu xấu sao á. Ê, thằng quỷ Khang nó lẹ như quỷ vậy. Trả cho anh mượn ơi Khang. Rồi, ê, cụ anh, 304 của anh là cụ ơi. Lấy xuống khác, cụ 304 có người đăng ký rồi. Có người đăng ký độc quyền rồi. Quyên xe độ lên chạy nhanh vậy. Có 1975 không anh? Trở nên đẹp có rồi. Có 75 mà. Ở lộn có 95 chứ lộn. Ê, mấy quỷ này nó tranh nha, nó độ rồi, tôi độ đâu. Khang chánh muộn Khang. Cố. Nhanh như quỷ. Lấy bây giờ các bạn muốn sao? Bây giờ các bạn muốn lấy xe này đi cướp, đi chào cảnh sát, đi gọi cảnh sát tới. Hay là các bạn muốn... Cái bánh thịt chuối vậy? Ơ anh đổ cái mâm đó cho anh đang định đổ cái mâm đó chứ mâm này nó xấu quá à. Bây giờ một là mình sẽ đi chọc cảnh sát. Hai là mình sẽ lấy cái này đi lên núi. Ba là mình sẽ... Cái gì vậy? Ba là mình sẽ đi quân đội, là sẽ cuối đi vô quân đội cho. Rồi đổ lại mâm khác nè, có mâm này xấu. Mâm này nhìn đẹp thiệt. Đổi được cái vô lăng đúng không hả? Ok, đổi được vô lăng đâu, làm gì đổi được. Kháng điêu á. Rồi anh em mình đậu xe nè, chuẩn bị nè. Vô số chuẩn bị nè. Xe chạy bị danh. Chọc, cướp quân đội. Chọc, cướp, leo núi, gọi cảnh sát. Chọc, cướp. Ok, để họ đi cướp. Cái dòng Radiant. Ê team nào mà có đầy đủ đồ qua đây đứng, team nào mà đầy đủ đồ mình qua đây đậu, team nào mà thiếu đồ qua kia đậu. Táo thiệt chứ. Ủa cái bồn quà nó bực một cái hả địch. Sao hai thằng số 7 như vậy? Hai mày khóa số 7 vậy? Kiếm số 21 mới được. Số 21 cũng đẹp lắm. Ủa? Ai nào số 7 à? Tôi số 7 rồi. Đâu, bà số 7 rồi, thằng quà số 7, thằng Khang số 7 luôn. Nãy em thiếu số 7 trước mà luôn. số 7 hết. Cái gì số 7 không vậy? À, leo núi chọc, leo núi cũng nhiều mà chọc cũng nhiều thôi. Bây giờ mình sẽ đi chọc, còn leo núi thì mình sẽ hẹn các bạn một cái video đi. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sơn lại cái màu sticker xíu. Rồi ok, chọc đi. Các bạn khá nhiều bạn khoái chọc cho nên là mình sẽ đi chọc. Rồi tôi bấm chữ M. Có cái tem này nó đỡ hơn xíu không? Tem này cũng được nè. Tại vì màu trắng nó hơi khó phối màu, mình thấy phối màu xám nhìn nó còn đỡ á. Nhìn nó còn nổi chứ mà trời ơi, kia nó còn độ màu giống nữa chứ. Min mát cái màu xanh này cũng đẹp nè. Xanh công chúa. Vàng
Chàng này là dàn GoBot. Ôi mấy màu này nó ghê quá các bạn ơi. Thì không có màu này nó hợp hợp với cái màu trắng mình đang để chân á. Rồi ok bây giờ sẽ đi cướp nha. Ok để ra bàn là nó ok nhất. Ok bây giờ anh em mình xong hết chưa? Còn ai không? Còn hình như xong rồi. Xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi bây giờ mình đi đá nhẹ cái tập hóa chứ hả? Tao xuống. Rồi, bây giờ đưa từ đây tới tập hóa nha, anh em check đánh dấu tập hóa đi. Tập hóa nó tờ chưa đúng không? Tập hóa đó, tờ bu. Vô chưa, à, đèn xanh chạy nha, đèn xanh. Đèn xanh với mấy quỷ. Chưa. Rồi, chạy. Mấy thằng bự con này thế nào nó cũng thua à. Không chơi bắn nhau nha, nào chơi bắn chạy, bắn nhau vậy. Sao quỷ 4 6 8 7 chạy lè vậy? 4 6 8 lộn 4 8 6 7 quỷ kim á. Này em biết tiếp dịch. Ủa rip ôi. Cái đồ cái là quay đầu nó tông nhau. Cái này là xe điện đụng nha các bạn. Khiêm ơi, Khiêm à, hello. Ủa rồi kìa. Em được. Sao tôi cảm giác như tôi độ xe còn chậm hơn chiếc xe Vin nãy đó ta? Ai biết đâu. Ơ tôi vừa đường Khiêm mà nè. Ơ kìa, ơ anh thắt à. Tôi vừa đường Khiêm rồi kìa. Xe gầm nó. Ê từ có xe cảnh sát anh em. Ê có xe cảnh sát, có xe cảnh sát. Anh em mình đậu đúng đúng rồi. Anh em mình đừng có chạy bậy công an kìa. Để cho anh đi cái đã, để cho anh đi cái đã. Ê đừng có xúc ảnh, anh đánh xúc. Để anh em mình đậu xe đây. Hồi mình cướp xong rồi mình lên đây mình chạy luôn. Vô đây nè. Khang chui chổng hồi mà chạy gắm được nha, công an vô nập vô cái chết à. Rồi vô đây. Ê đừng có đậu kế nhau, cù đậu kế nhau không được, đậu kế nhau hồi vô á. Đem bằng nạ vô anh em ơi, nào chưa đem bằng nạ không? Rồi vô lụm tiền. Vô lụm tiền. Lần này em chạy xe vô đây được nè mấy đứa, chạy xe vô đây được nè. Chạy xe vô đây. Ờ bị cướp rồi, không cướp được. Vậy bây giờ gần đây nhất có cái tập hóa nào ta? Nào dưới này có cái tập hóa này gần đây nè. Bên này nè, bên cái cửa hàng gáo nè. Gần shop nè, đối diện nè, cái này cướp được nè gì. Đi. Chỗ kia nó cướp rồi nha các bạn. Chị ghê quá. Đi. Khang. Đi theo. Cái này chạy đừng có leo gọi là đừng có leo này kia leo lề leo có thứ nha. Ủa, cướp ở đó hả? Cướp được chưa? Cướp đi. Rồi, ok. Đấy, phải được chứ. Anh em mình đậu xe, anh em mình lấy tiền đi, tôi đợi nè, tôi thấy công an tôi hú nhau. Trời, xe xanh đỏ tím gì, hú toàn xe đua với nhau không? Có lát không? Các bạn có bị lát cái thứ không? Mấy xe chạy cũng khu du lịch hả? Ê, chưa mà, chưa công an chưa có tới. Vô đi, cái thằng này nó nhát quá. Bây giờ giết nó trước hay gì? Giết, ê, để tôi ra tôi lùi cái con xe vô tập hóa coi tôi lùi được mà. Ra coi ra. Ra đi. Lùi vô thử. Anh có nghe tiếng gì không anh? Anh cũng nghe. Đi. À, thằng nào còn đứng ở chỗ thì chết. Chạy đi. Ây da. Xe công an nó lên leo đầu em ngồi ok. Vô. Ê, xe này nhỏ quá, mình chạy mấy ông thấy mình dí kiều không ta? Xe này chặt hẻm mấy thứ ngon lành lắm á, kiếm hẻm nào càng nhỏ càng chặt càng sướng. Ui, rồi nó bài. Sao mình lẹ với người ta? Ây da. Thì mấy anh đó mà. Cái xe nó không có leo lề được. Đúng, leo không lát được. Ê, vô cái đường nhỏ này công an điểm được trời. Á, à, anh khôn quá. Đi, em mới vừa xin thôi anh ơi. Tôi tưởng cái đi, tôi đi cái đường nhỏ, anh không đi được, ai ngờ anh đi cái đường khác, anh đi bọc đầu luôn. Anh nào đây? À, con Thiên Thanh hả? Ủa, gì vậy? Ờ, hai chiếc công an bên kia kìa. À, thế nè, cứu. Ờ, được rồi. Đi. Ra lụ đẻo cho tôi cứu đã.
Chồn đi anh em. Rồi hết rồi. Lẹo quá à, trời ơi. Anh đút tay giống như thiệt luôn á, vừa bục phát cái ào ra, tôi nghe tiếng xe mô tô trước xong rồi bắt đầu tới mấy cái tiếng xe bừ. Nem gì đâu á. Vẫn còn bạn. Nem mình ăn cắt đuôi rồi, ra đây tập trung nha, tập trung vào cái chỗ gần chỗ bán xe của anh á. Rồi xin chào tất cả các bạn. Tôi nghe cái tiếng công an nó hú hú chớp chớp bạn. Nó vụ ra làm sao nè. Ừ, tôi nghe tiếng nó chớp chớp trên đầu sao á. Quỷ nào nó mới chạy ra bên hẻm mình nè. Bên kia kìa. Ê, thằng mô tô nó quẹ vô. Đâu? Thằng nó đang chạy vô, thằng nào có thằng chạy vô. Quỷ khai, đúng vô. Ê, cái đừng có luôn ấy. Quỷ này, xe mày vào cao mày nổi như quỷ, màu đỏ nổi như quỷ, con chủ vô đây mày. Mày chán không nổi ra luôn. Có nổi đâu mà chẳng chìm dưới đường nữa không? Chìm dưới đường đúng không? Không, mấy anh không biết, mấy anh chưa biết, mấy anh chưa biết. Kìa, mấy anh rồi kìa. Ừ, mấy anh đang lượn lượn ngoài kia kìa. Anh bóc cái đầu lên. Anh ơi, cứu em. Chạy vô đây. Trời ơi, bốn chiếc, ê, bốn chiếc đang dí cái thằng nào á. Trời ơi, bốn chiếc nó chạy ngang luôn. Quýu. Nó cứ chạy vòng vòng đây nè. Trời, bốn chiếc, không còn ba chiếc à. Nên rút lại còn ba chiếc à. Ê, vô. Chạy vô là cứu em. Anh ơi, vụ nó vô đây nè. Vô đây. Rồi, vô đây. Núp vô cấp, núp vô cấp á. Công an chạy ngang nó không đi kịp đâu. Rồi quậy vô. Ê quậy vô Kim ơi, lẹ lên Kim ơi. Kim nó bị công an cán rồi. Sao vậy? Rồi trời mưa luôn. Rồi tính ra là mình chưa làm gì luôn á trời. Ông anh cướp tạp hóa đâu, cướp ngân hàng đâu, công an dí quá chị dí luôn. Vô đâu? Vô đây. Hẻm nào. Quay phải. Cái hẻm nhỏ, cái hẻm ngay giữa đường á. Đâu, hẻm này bự lắm các bạn. Ừ, cũng nhỏ mà. Rồi vô rồi kìa. Ôi, nó chạy qua mặt luôn rồi. Nó hấp chí rồi, sao mày chạy qua kia luôn rồi. Mệt quá. Vô góc này lại nè. Ơ kìa. Ê, tôi đứng là tôi thấy được công an nè, trời ơi. Ê, tính ra con xe này nó. Kìa ơi. Rồi. Ê, đừng đi đường cục. Ê, đừng đi được. Thôi anh em mình chốt, anh em mình tập trung ở bên Little Seoul nhá. Tập trung bên Little Seoul nha anh em. Okay. Cắt đôi, tập trung bên Little Seoul. À, những cái buổi live này là những cái buổi live chơi vui nha các bạn. Chứ mình không có bút truyện, mình không có làm này kia đâu. Ừ, khi nào mà mình qua khi nào qua thành phố mới thì mình mới làm cốt truyện mới. Sau mình chơi là server đó là B nha các bạn, LSRB. Con này nó nhỏ nhỏ, nó chạy nó luồn lách dễ nhưng mà nó tưng ghê quá. Con này mà phải có phục nó ngon rồi mới nó đỡ hơn. Ôi con ma cắn đầu tôi luôn kìa. Còn gì nữa đâu là đầu với lại tóc. Ôi chị có ai cứu không? Hello. Dễ nghe lắm. Ôi em được tôi thấy anh á. Cắt đuôi này nha anh em, cắt đuôi rồi mới qua Little Seoul nha. Đừng để cho công an dí á. Dí đuôi tôi bớt, tốn cái đuôi lận bạn lên. Tụi ai thằng nào đang dí ra vậy? Cắt đuôi đi gan. Nó dí anh mà đối với em nào. Trời ơi. Trốn. Rình. Trốn. Không ai thấy tôi hết. Không ai thấy tôi hết. Kìa nó đi rẽ, nó dí em kìa. Ê mà không bị. Ai da con xe này nó cứng quá, nó không leo lên đây được. Đi mà. Ông nội đi xe máy dí chai. Ờ, quý xe máy dí, xe máy nó dễ dí hơn á, tại xe máy nó nhỏ á. Tại vì nó cùng tầm cỡ nhau ấy. Đúng rồi, còn có mấy con ghẻ nó bự quá, nó chạy nó mất chớn, mình thắng là mình quẹo cái nó mất chớn à. Rồi tập trung Little Seoul nha, tôi sắp tới Little Seoul rồi đó. Cha hết rồi. Đường hơi trơn. Để mình vô mình rửa xe cái đã. Bạn anh em bị giếm một con tò nè bạn. Bạn đi bạn rửa xe à. Đi rửa xe bạn, trời ơi.
vô nước nó phun nè. Gói sửa xe siêu sạch. Máu của mọi người. Thấp quá, nó lên lại không được gì. Đúng rồi, rửa xe giống như là đi tắm mưa vậy, trời ơi nó mát. Ê, đừng, ai đang bị dí đừng có lại đây nha, cắt đuôi mới lại đây nha. Cái gì mà cái đuôi nó dính thấy hoài. Nghe đó, nghe đồ ở đây. Tính ra cái con xe nhỏ nhỏ nó còn dễ leo lề hơn, tại vì cái bánh trước nó lên được, còn xe này phía trước nó có nguyên cái khung bảo vệ luôn. Vậy vậy luôn. Cái gì vậy? Quỷ hòa chắc vậy chứ. Đổ xăng đi xếp. Dí chị. Dí hoài hết xăng. Chạy không lại mà cứ mô tô nó cứ bám theo. Ok xếp. Giờ mình tự nhiên ông đâu ông công an xuất hiện ở Little Seoul. Giờ sao để mình Dì ơi, đặng có cảm thấy nào gì? Có, ông công an đang dí nè, ông công an với mô tô nè. Cho kẻ ông dí coi, dí hoài là mệt quá. Ý, cháu ơi, cháu mất tiêu rồi. Xe nhỏ, cháu dễ lắm. Sao lâu không thấy shop xe cổ. Shop xe cổ nó vẫn còn nhưng mà không hoạt động nhiều. Trời ơi, cái lép nó giỡn anh này, mốt cái nó bật động cơ luôn rồi. Hả? Tắt động cơ luôn hả? Em chạy vòng vòng anh ơi. Thôi nói chứ mình chạy sao cho người ta được có bực. Tại chạy tao bực ngồi tao đi về á. Chạy bình đài hoàng nha, mình chạy đây kia mình lượn lượn cái thứ nha. Ủa với chị sao lại có ba chiếc vậy ở kia chứ. Ai làm cứu chị ra mày. Sao mọi người la hét thảm thiết vô tao. Tôi đứng đây tôi đứng xuống nè. Dạ tôi đem qua cho ông nha. Đó mà biết tôi là ai luôn, tôi đó mà biết tôi ở đâu luôn á. Ok. Sự tiếng hú nó vẫn còn các bạn. Ba chị, em không biết gì đâu nha, không quen chị. Là chị đâu có đứa không ơi, chết mặt luôn. Tôi thấy bà, tôi biết bà đâu rồi, chạy trước đây. Đây thì GS hết. Ủa sao vừa ra quỷ kia nó biết rồi. Cứu. Ủa, anh đi vào đây đông vậy? Vậy là giống như là kiểu tuy xe tao nhỏ nhưng mà đeo tao đông á. Chỉ hả? Đúng rồi. Phải đổi là người chứ. Đúng rồi, chỉ đó đi. Chỉ mệt cái đã. Anh ơi, em về với anh ơi. Dí này hỏi mấy anh mệt luôn á. Tôi thấy mấy anh không mệt chứ tôi mệt rồi đó. Mấy anh chạy mấy anh bỏ cuộc. Bỏ cuộc á, tại vì con xe này nó nhỏ quá. Tôi mà tôi dí tôi cũng quạ tôi cọc lên á. Cái dòng xe đẻ các bạn. Anh rồi hả? Lạng lách vô khu vực chứ rồi ạ. Mày nè. Trời. Ê, bên kia có công an á, mấy quỷ kia có công an á. Nè, muốn biết theo mình bất tử không? Chui vô đây. Chui đây nè. Chui ơi, chui lên. À, đi lên. Rồi, tôi đi đây. Bài xếp. Đúng. Tôi nhây dữ vậy. Sếp ơi, xe đó là sao mình đi lên đây được sếp? Sếp cố gắng vô ít đó sếp ơi. Mình làm là cho nó có thực tế với xe kia nó vô được cái xe. Đúng rồi sếp dừng. Ê tôi đi chứ. Cứu. Cứu rồi. Cứu con mấy con quý. Xí dây đầu hàng. Cái ba. Anh tắt máy xuống xe nào. Đâu hàng rồi. Tắt máy xuống xe nào anh ơi. Đâu hàng đâu hàng. Đâu hàng. Đâu hàng. Đi vô được. Sao lại như vậy. Sao lại đâu lại như vậy chứ. Cậu ăn xuống đi. Em đâu ăn. Em đâu ăn. Anh đi ổng ngay thiệt chứ. Cứu ơi. Ai qua cứu. Ai đi qua cứu tôi. Cứu tôi.
không có bắt có mình anh à, tụi em đi, tụi em có bị gì. Chui. Tao mẹ không biết. Không để ý là cái đầu bên kia cũng bị cái gì cũng đang. Trời ơi. Cười nó nước mắt mà người chồng ơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cứu rồi. Cứu rồi. Cứu rồi. Cứu rồi. Hello sếp. 1, 2, 3, 4. Hello sếp. Hello sếp. 5 màu. 5 màu. 5 màu mưa. 1, 2, 3, 4, 5. Cứu. Nhẹo ngay đó nhờ. Cười mà có cười thấy mất. Phần khác mà mình nhận ra được là trước mặt mình có một con có một con xe công an rồi đó, nó chặn đường. Anh em ơi, ủa thế nào bị bắt rồi kìa. Anh em không có anh em ơi. Chạy cha đây kìa. Anh em ơi, anh em ơi, xe đó không chở được. Không phải chạy kia sẵn luôn. Cái thôi đố 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 anh lên đây được. Không, tôi đứng từ cần khiệm một hồi luôn, tôi đâu biết là ông kiếm cái vòng đầu đâu. Hai đầu nó đi đầu luôn. Bọc cái đầu luôn chứ. Anh em mình chuẩn bị cướp ngân hàng á, lộn, cướp cướp tù rồi cướp ngục nè, họp báo vậy chứ. Báo đi, cũng tù rồi. Xe của tôi. Ai kiếm kiếm mày muốn họp báo mày cứu tao cái kiếm. Tao bị dí ngoài tao khổ quá. Cô bây giờ lên Phạm Kim Tiên 4 làm chụp áo hết rồi đêm mà bia láo thì chứ ơi cười chảy nước mắt luôn á mấy thằng quỷ ai cứu bé rồi sao bắt con thằng mà đi đâu vậy, sao không dí mấy kia nó đi. Mấy anh ơi, mấy kia nó chạy một vòng rồi bắt nó đi, mấy anh giao chỉ bắt mấy quỷ nó đi luôn đi. Mình bắt nó hết luôn, mình bắt nguyên một đám về cho ở chung nó vui anh. Dí nó đi mấy anh, dí nó đi mấy anh. Mấy anh ơi. Mấy anh ơi, mấy anh ơi. Nói chi bắt thiệt kìa. Đang kêu mấy anh dí rồi, bảo chơi Sukuna cho mấy con quỷ. Cứu rồi mấy con quỷ. Anh dễ từ bỏ. Ôi, một chiếc mô tô. À, 3 con cảnh sát thường, 1 con GS, 2 con GS đi theo hộ tống. Cho xí 30 phút nha, dây nghỉ mệt cái tụi mỏ luôn. Dí, đi nhà đi về luôn. Tôi không muốn vô tù. Tôi không có muốn vô tù. Không tin được, không tin được lại mấy anh chơi pha bọc đầu, đỉnh quá. Xong xe xác tới bốn bù vô tạm anh đi tù vui vẻ. Láo thiệt chứ. Nghe nó kêu anh đi tù vui vẻ nữa. Chụp mới Phạm Kim xin chào mọi người. Ê ví dụ giờ tôi bị tôi vô đụng thấy tôi kêu đau bụng quá, cái có bác sĩ vô cái dẫn tôi ra ngoài được không? Có bác sĩ Phạm Kim không á? Cút nó kêu mày đưa trường trên giấy tờ ra cũng vậy à? Đó em có thẻ mà. Ý là trình giấy tờ đó ra Phạm Thiêm nó đang chi nã thì cũng vậy thôi, bắt mày luôn làm gì. Tao để cho mình có nhân vật quan trọng mấy mét đây để em. Nãy giờ quan trọng đi đi bệnh viện rồi. Tổng cộng bây giờ đi cứu 2 người không. Trời ơi đông kìa. Trời ơi mấy ông bắt tôi xong cái mấy ông bỏ đi luôn, mấy ông không có thèm dí mấy quỷ kia nữa luôn chứ. Tao bắt ông chùm rồi, cảm ơn rồi. Đó, nè chạy vô bắn thằng đàn ngán chịu nè, mày láo mày láo chạy xe vô mày. Từ từ có anh Jackie, không biết anh Jackie anh có ông chồng bây giờ ông chồng chịu khó bỏ chút tiền đi ông chồng. Ê, ai qua bên chỗ cái cũ tôi giấu xe đi, hồi tôi ra tù rồi mình lấy mình chạy vô quân đội anh em. Anh em mình anh em mình lấy nó cái chỗ cái gì nặng đâu nha, để tí. Tôi cũng không biết nữa, mày láo mày. Bắn quà, có súng lục làm gì? Có lại. Đúng là trời mưa là nó có điện mà. Yêu cầu anh lấy cái phương tiện ra chỗ khác. Anh đừng lo, em để kéo em đàn quân đi cứu anh. Chơi lại cảnh sát không? Chứ cảnh sát đông lắm mà nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người. Hơi bị đông luôn. Cái chỗ hồi nãy của Di là ở đâu ta?
Bà kiếm chỗ nào nó có cái đường cục mà cắt ngang hai đầu là biết rồi đó. Cái đường, nhiều đường cục lắm bạn ơi. Tức thiệt chứ. Mấy anh ơi, bên kia tụi nó chạy tới, mấy anh mình bắt luôn, mình bắt đều hết luôn đi. Mấy anh bắt con người nó kỳ lắm, mấy anh nó bị thiếu hụt ngân sách nhà nước. Lấy con Chesco lái taxi à, cũng được nhưng mà nãy chơi cười vô, cười chảy nước mắt mình lấy con Chesco lao mắt luôn. Một người đi, vợ giá. Thôi được rồi Khang, mình tới đó được rồi. Thôi, cũng được rồi Khang, đừng. Em không cần vội vã. Vâng em ơi. Khó dùa lắm. Khét. Ngồi đi tìm Di ơi, tôi không biết nó nằm ở đâu Di ơi. Tôi chạy mấy con đường rồi Di ơi. Nó vô phòng. Ê, vô phòng cũ nữa kìa. Phòng cũ là phòng gì? Phòng mà đợt tra tấn á. Đợt Thôi giờ mất chung mà đầu hàng đi. Không luôn đi. Đầu hàng cái gì mà đầu hàng? À bắn đầu quá ơi da. Mình vô mình đầu hàng, mình cầm M4 mình đầu hàng đi. Đảo thằng này. Ê, bậy, bước đi nè, em sai. Đúng. Nè, đây nè, xin lỗi, đúng rồi. Xếp. Đúng luôn rồi em ơi. Ý, xin chào đồng chí. Để chỗ này không ai lụm không? Giấu đi. Giấu qua chỗ khác đi xì ơi. Mà chắc giấu được. Ờ, em đâu có vi phạm gì đâu, sao mấy sếp bắt em? Nói gì nghe vậy trời vậy. Sếp mình có thể nói lớn lớn nó được không? Nhưng sếp nói nhỏ em không nghe, đứng xa quá. Sếp qua sếp mở khóa tay em đi, em nghe dễ hơn. Trời ơi. Vincent vừa cắt. Nghe rồi, sếp nói đi cái gì mà sao đứng đông vậy sếp, mình đi ra mình đi tuần tiếp đi. Anh em mình đá bớt cái tập hóa đi anh em, đá bớt tập hóa hay gì cho công an bỏ đi chạy bớt anh em. Đá tập quá hả? Mình cam trên nóc nhà kiếm không? Đá tập quá. Sao sếp, nói gì sếp? Thì anh là người nhỏ tiếng đúng không? Tôi có đâu, em làm gì đâu, em mới vừa su cà na được mấy chiếc xe chạy em vòng rồi mấy sếp chưa gì mấy sếp bắt em rồi. Em sợ em chạy chứ em có làm gì đâu. Sao có gì đâu ở trên nó tiếng pháo dữ, sếp mình đâu có tới Tết đâu mà pháo như vậy. Ờ, đồng chí để đây tôi xử lý cho. Ngoài kia ngoài đi, trong người mình còn tiền nè. Trong người mình còn tới 1 triệu mấy lận. Không, sao đi tụ được. Đá tập quá đi nè, À, sếp, bây giờ mình với bộ mình dắt ra ngoài xong rồi mình mở còng tay đi sếp. Mình xử đừng xử thắng tay mà xử thắng chân nữa. Đi nhớ mà quen mà đi. Mình đi ra ngoài mình với bọn mình cầm tay kêu quy tội cái thứ đi ra ngoài. Xong rồi bỏ đánh xe cho mình chụp. Bây giờ tôi đưa anh ra chụp hình cái nha. Ok, chụp cho đẹp vô nha, chụp cho đẹp rồi đợi xíu để có bàn trang điểm không? Có bàn make up không? Cho make up cái trong bên này mình có make up không? Mấy anh này có anh nào có nghề make up không? Make up em cái để em đẹp trai lên em chụp hình cho nó đẹp. Đừng lo, cái này tụi tôi photoshop cho. Ủa phải đường này không? Hình như lộn đường, sếp em nhớ chụp hình ở dưới kia kìa sếp. Đâu, bên kia nó tối lắm, cho anh qua này chụp cho tất tháng. Đi chụp hình. Đợi hồi mình ra tù, mình sẽ đi lấy con xe để mình chạy vô quân đội chơi. Còn giờ để mình đi chụp hình cái nè. Gì cũng phải chụp hình nha các bạn. Ủa phòng này phòng chiếu. Ủa phòng này nó lạ quá ta. Phòng này trời ơi mấy ông chụp hình kìa, trời ơi selfie kìa. Anh thấy mặt anh trên kia không? Đó, chứ mặt có đâu thằng nào chứ mấy em thằng nào nó xấu trai chứ, trời ơi mặt tao đẹp trai vậy mà. Này phòng gì đây? Phòng chuyên án ban ngành gì đúng không? Không, cái này sếp ơi ngoài kia nó nhìn vô đông quá sếp, cỡ mình đi chỗ khác đi, đông quá. Đứng ở đông quá trời đông kìa. Chào anh em. Anh em mình đá chưa chưa lâu vậy? Từ bạn, từ bạn cứ đánh hết luôn rồi. Bắp này phải từ với bạn. À, hiểu không? Mà hiểu không? Mấy ông này đang kêu xử thắng tay à. Nó có lấy ba tông nó chọt lộn nó đánh bạn không? Không bạn, nay tôi gặp người quen bạn.
có chân á, dạo này chẳng manh động lắm á. Điện nha, anh quay được nha, chụp hình nha. Rồi rồi, chụp đi, chụp lẹ đi sếp ơi, lẹ đi ngoài kia nhìn quá ngại quá à. Xong mấy chị rip một vòng rồi. Okay. Đâu, nó thân á. Lẹ đi anh em. Vô. Này chụp bằng gì ta? Ok, đó bạn. Ok, good. Não đi nhớ không tiếng nha bạn. Tụi bạn để đây nào con bán dục ra tôi ngoài đường rồi tôi mới tính bạc. Sao sếp mày nhìn mặt ghê vậy? Tôi có để anh Khen đó đó. Anh Khen nào? Anh Khen phá dục. Ủa nó bị gì? Đâu ý là để đó có gì ông cần thì ông hú nó. À tưởng nó bị bắt luôn chứ tôi mới cười. Anh đi tù vui vẻ. Bây giờ chứ chắc mình đi ra ngoài xe đi. Chắc tôi đi ra chạy cải thiện được cuộc sống. Tôi về với cộng đồng hòa nhập với anh em đi đồng chí. Rồi hồi tôi trả thưởng cho đồng chí cho. Dạ, đi em nha. Ok. Thật chưa có anh nào lên ta. Dạ. Ý. Ê. Ê, tiền nè. À, người rút một sắp tiền. Ủa anh chuẩn bị đi à, giải hả? Ví ra. Đưa cho đồng chí. Ê, đi đi, lên rồi. Tới quần áo thì mời. 500 thôi, đưa 1 triệu đi. Kéo quần, ok nha. Cảm ơn đồng chí nhiều nha. Bye bye. Anh em mình ra cổng sau đón tôi cái. Trời má ơi, xe này chỗ đón ba được cách nào ba? Ờ hả quên. Ủa bên tim mình có ai còn xe không? Hú. Xe trắng tôi có còn không vậy? Còn. Ở đâu? Ở chỗ cũ. Chỗ cũ ai qua rước tôi cái đi. Ba leo đâu tôi ngồi nè ba. Ê để leo lên thử đây nè á. Giúp té quỷ Khang. Dạ. Đứng cục máy nha. Rồi chạy đi Khang, chạy đi vô. Rồi vô. Ê được nè được. Ê lật. Không có xe nó bắp lên không dám không nổi. Mua chiếc motor chạy kìa. Thôi nhà giàu rồi đi miếng ghẻ đó. Ê anh chạy đỡ không anh xóa. Có ai có xe qua rước tôi cái rồi. Ê để em chiếc của thường của anh. Từ từ để tôi trốn trốn khu này cái đã. Trời ơi con taxi đi bạn. Của taxi rồi tôi có biết chỉ đường nó là chỗ kia là chỗ nào đâu bạn. Tôi chỉ nó cho. Anh ơi. Cái gì? 6 chiếc đi đi đường em. Alo. Cậy em. Ai vừa có. Anh trốn được rồi. Bây giờ anh em mình để tôi lấy xe tôi chạy vô quân đội chứ. Thì giờ thấy đường em mà kêu em. Nó kêu em là gì đầu đúng theo quy định là sao đầu đúng là gì. Chạy lẹ lắm, cố lên, nhanh lắm. Hư xe rồi. Ê, kiếm taxi rồi. Ok, từ từ, mới xếp ơi. Mới xếp rồi, từ từ. Hết vlog rồi các bạn ơi, vlog bữa đi xe mình quay được có 3 clip mà. Còn sau này mình đi nữa mình sẽ quay mình còn nhiều cái thứ khác hay ho mà mình chưa có đi. Mình xếp đậu xe vậy thôi, em xuống xe. Alo. Lô, cứu, kiếm xe đi bạn. Ờ, thôi em đi lấy xe cho. Ủa không ai đứng ở kia canh xe túi chưa vậy? Ờ có 2 chiếc bên đi nó cản thôi rồi. Ủa có luôn hả? Để coi tôi nhớ hồi nãy là cái đường mà tôi kẹt là nó nằm ở. Nhớ cái đường nó rồi. Nhớ hả? 5 chiếc lần. Chạy em chứ. Ủa sao thằng Khang nó kêu nó lấy xe rồi mà nó còn chạy đây. Đi mua chiếc mới. Đúng rồi bạn ơi, vô đây. Ê Trường Thăng kìa. Vô đây. Kìa. À thấy rồi. Không mình núp trên này mình chơi trong này mình không thấy, đứng nó mới thấy. Bú bé, alo. Anh. Anh ơi đi tù. Chạy em chứ. Ừ hối lộ đưa chứ, hối lộ mình chơi hết. Công an cái ông đó là cái ông Jackie đó lúc trước là đã từng thả mình ra một lần rồi. Các bạn nhớ không? Hồi đó ông đó từng thả mình ra cái hồ mình chui cái con xe lọt nóc nhà uy chang vậy luôn á. Ở mặt nạ vô cái. Đây anh ông đâu? Anh em lên cái chỗ đổ xe đi Khang. Tầng 1. Chiếc trực thăng nó cứ bay vòng vòng đây, không dám lên. Đây, Hú. Hello, bà gô. Ủa, không, này phải. Lộn phải Tuấn Khang. Tới nè. Ừ, tưởng đồng Khang tới chứ. Cứu, tới đồ gọi xe cứu em. Không. Này nào đây. Ờ, con cứu. Đường vô nào vậy? Ờ, đó đường vô á, có cái đường quẹo lên trên dốc em. Kiếp cháy. Kiếp như cục kẹo vậy. Rồi có xe đi. Mà Lưu dẫn đường đi luôn. Ê mở khóa xe mày. Đi. Ê mốt mình đi cướp ngân hàng mình đi mấy xe này nó vui nè. Mình kiểu mình giả làm người dân á. Mình làm y như phim á. Mình giả bộ mình vô mình cướp xong mình ra mình giả làm người dân. Cái mình chạy ngoài đường mình chạy chậm. Có không?
đừng đừng đừng. Thằng nào chị ngu đó, tao vô. Tao biết giờ vui không nhưng mà ai rồi cũng đi tù. Ủa? Ủa ai rồi cũng đi tù, có mình Kim đi tù à ha. Người ta chết xong người ta chạy đi không? Chạy chơi. Ừ. Chạy nhà ơi. Đổi lên ơi. Không, chị Thăng không biết mình, chị Thăng không biết mình, chị Thăng không biết mình. Chị Thăng không biết mình đi xe bình thường mà chị Thăng đi dưới theo mấy con xe nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Để đi theo Blue rồi ba dẫn về cái đó. Nhưng đi xe nhỏ thì còn chui vô đó còn bị tông hai thằng luôn. Trời tao bạn tôi ghét quá cái bánh. Mai, mai tiếng là đi xe nhỏ xíu rồi mà còn vậy á. Rồi đi xe bự rồi chui sao? Thằng biết mình đâu. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi stream á. Thì nếu các bạn thích những cái buổi stream này đừng quên like. Cũng như là đăng ký kênh của mình và share video like giúp mình nha. Mày chạy vừa bắn mày lũ vô tường luôn. Rồi cái chỗ đó là đâu ta? Cái gì mà mạnh dữ vậy? Cẩn thận đấy. Có công an nghe, tụi mới thấy công an nó la làng nhưng khi nó dùng loa. Nó dí mấy xe nhỏ á. Khang đừng có đi theo xe nhỏ nhiều Khang ơi. Mình đi từ từ kiếm cái chỗ của anh thôi. Qua em có GPS mà chị đi tới đó đi em. Ừ mà đi đi, mà đi tới đó đi. Ui má ơi thằng này. Xẹt. Em không anh, em mới mua xe này. Em. Xe này đi cứu ngân hàng được. Xe đen này nhiêu kìa, các mấy bạn hỏi xe đen này nhiêu kìa. Em biết nhiều kia không? Mấy chục ngàn à. Có mấy chục ngàn à các bạn ơi, có 99 ngàn à, cũng là mấy chục ngàn á. Đúng không? Anh nói mà mấy con trực thăng nó chỉ dưới mấy con xe nhỏ thôi. Thôi mọi người đi ra đi, biết chỗ đó rồi, mọi người đi ra đi. Chủ thăng ra đi. Rồi, đề nghị đi chỗ khác nha các bạn. Thấy không? Mình là dân bình thường mà. Ủa rồi, ông để hai con xe đó là sao anh lấy xe kia ra ta? À, bên kia không có, bên kia không có, bên kia không có. Vô, xin chào xe. Nhớ ai á? Nhớ quá trời nhớ. Tại tao chơi ngu mà mày với tao đều đi giam. Chưa, thôi là nó không giam xe tôi. Chứ mới giam tôi thôi. Mà cái cửa này chưa vốn được nè, tức nè. Nó lấy lời khai em, mình nó cầm đi trên một. Ơi, Khang ơi, em xúc con xe kia ra được không Khang? Con xe nè. Xe cảnh sát này nè, chứ kẹt luôn không đi ra được. Ở đây nè, không đi. Không đi được. Không chui vô được, không dám được. Không, cái tôi chui là chui cái đường này nè, tôi chui cái đường đi vô, tôi chui đường kia ra đâu. Cái đường này. Em lấy cái xe đông đi Khang. Đông ở phía sau á, đường này vô. Được. 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 Đi anh em mình bây giờ ai chưa trốn thì trốn, trốn mình tập trung ở cây xăng ngoài hay là mình ra cao tốc mình chơi không, ra cao tốc mình đua thử không? Dạ, chui. Cái cổng sau bệnh viện đi anh em, mình cái cổng sau bệnh viện mình đua lên casino, mình đua một vòng bự, mình ra tới trên kia mình vòng vô quân đội luôn. Hợp lý. Rồi chạy trước nha, tôi chạy để tôi đi sửa xe cái đó. Block yên bộ của tôi. Cái con này bình thường chạy mà nã không tụi nó chạy nhanh lắm mà tụi lên nó chạy chậm dữ trời. Biết sao? Tại nãy bà chưa ăn giờ bạn vô nó nặng nó chạy chậm. Tao ăn đạn không? Tôi cho ăn đạn. Trời ơi được giết kìa. Trời ơi được giết kìa. Dạ. Hầu bất kêu rồi. Đó. Trời ơi. Đừng giết nhưng mà tại vì cái xe cái lực máy nó mạnh quá cái nó quay vòng tại chỗ luôn. Thôi. Quay vòng tại chỗ quay. Đừng có mà điêu. Thôi trời cũng mưa ấm u hoài ta. Ông biết hành tây ông nó chơi mạng nước ngoài nó cái gì. Trời ơi, drip gì quá đỉnh rồi. Thắng ngon chứ con này thắng. Chị ơi, chị hút hút. Rồi là con này thắng đĩa sau đúng không? Nhưng mà thắng trước nó không có thắng các bạn. Mà thắng trước nó thắng phanh tăng chống hay gì nữa mà không thấy thắng. Thắng sau mới có à. Chưa. Ủa, hút em mà. Sơn lại màu khác bây giờ các bạn muốn mình sơn màu gì? Không, con này không có độ phục, con này đâu có phục đâu mà độ. Con này chỉ có đi sơn lại màu cái thứ à. Có cần gì xúc ra không? Em có biết gì đâu, em đau đầu quá, em không nhớ gì nữa. Bác sĩ riêng để chữa bệnh. Các bạn muốn sơn màu gì nè? À, màu đỏ, màu xám, màu xanh, đã màu đỏ nè. Màu đỏ nhìn cũng nổi lắm nha các bạn. Bác sĩ thiên thanh của em lên. Ừ, màu đỏ nhìn nổi á, nhưng mà màu đỏ tim mình hơi nhiều. À, để coi màu ơi. Ý cái màu tím nó nhìn cũng hay ha. Ây da. Mình nhận ra là tim mình chưa có xe màu xanh. Xanh nước biển, màu xanh lá cây này cũng nổi nên nổi chứ cái gì luôn. Đỏ màu bạn. Đỡ màu cho nó đẹp đẹp bạn. À màu này được nè. Cứu em. Tim mình màu đỏ có 2 chiếc rồi, đỏ có 2 chiếc rồi. Cứu em. À, vàng tím mộng mơ nhưng mà không tháo được, con xe này là không tháo được, chỉ đổi qua con xe khác đi được thôi. Các bạn có muốn mình đổi xe khác không? À, có ai nhận đổi xe với tôi không? Có ai nhận giao lưu xe không? Hello, Quà ơi, Zalo xe Quà ơi. Nói rồi chứ.
Dạ. Đưa đây bạn không trả lời. Vô bạn, đâu rồi bạn, bạn đâu? Nè nè bạn giao lưu xe, giao lưu xe. Rồi giao lưu xe, xe bự đổi xe nhỏ. À, ở chỗ. Rồi giao lưu đi xuống đi bạn, rồi. Ấy cái này của tôi đúng không? Tôi biết bạn đội gì tôi mà. Bảo. Tôi hiểu sao? Ok, mình đổi xe khác nha các bạn. Đổi xe này đi nó gọn hơn rồi, con xe kia nó bự quá. Con xe này khó chạy. Ê bạn ơi, tôi nghĩ lại trả lại tôi đi bạn, con này khó chạy quá. Trả lại, trả lại, trả lại. Trả lại, trả lại, trả lại, trả lại, trả lại. Trả lại. Con này nó nhỏ gọn thiệt mà nó khó chạy quá. Ê, con này chạy với mặt đó bạn. Tôi như vậy tôi chạy luôn. Ê, chạy, nhìn lên, chạy đây, chạy đây. À, dạ. Để coi con xe này nó leo lên nổi cái dốc kia không ta. Tôi chưa đụng bạn rồi bạn, dạ. Lên tên LTD. Ê, xe màu khang độ đẹp vậy, màu xanh nhiếm cái mâm màu 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 cam với đỏ chứ, nhìn đẹp vậy. Ê, rồi, để được lên, rồi. Mình lên màu, có lên, lên tem gì ta. Tâm chân thì bay trời luôn. Tim này giờ đâu có màu đỏ thôi nào rồi sao à, rồi xong con này mà lật khỏi lên luôn formula red đi 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 đi. À, xin chào bạn hội viên lên lúc nãy nha, nhưng mà nãy chat nó trôi nhanh quá mình không có nhìn được là tên. Ở bạn đó là tên nào luôn, tên tên trời đúc vầy mấy triệu vô rồi gái vậy hả, vàng vàng xanh xanh mình thấy nó còn hợp không, cái LTD này nhìn nó hơi xấu rồi, này nhìn còn đỏ nữa các bạn, còn xanh thì hơi kỳ chút xíu. Không, không chơi hồng nó lâu rồi, mình không thích hồng nó rồi. Cam mà, một cam gì. Cái chân bánh nó bái ra ngoài luôn rồi chị ơi. Ê, anh em mình chuẩn bị. À, chào bạn Lực Ngô đã tham gia vào ND team của mình nha. Neon không độ được, Neon con này nó không có cái gầm nó đủ cao để độ được màu Neon. Cái màu silver này đẹp, vậy này mình khoái màu silver lắm. Đường lại stick, thấy stick, stick nào nó đẹp đẹp mình gắn stick xong rồi mình đi vô quân đội. Ai có quả rocket không? Mình tử rồi. Dữ em. Nè, ta bước xuống xe bắn đó. Trời ơi, nó bắn kìa trời. Bắn không luôn giờ. Mày láo không? Đi chỗ khác. Sao không có màu đẹp hết trơn ta, mình chỉ thấy màu này nó vẫn đẹp đẹp của đại bàng của mình, chứ là đại bàng. Ơ, nó hạ cánh nó bắn mình á. Rồi đi trước nha anh em, tôi đi trước nha anh em. Độ mâm cái mâm này phải lên màu đen. Đó, trời ngầu liền. Ngâu liên, ngâu liên, ngâu liên. À bây giờ anh em mình tập trung ở cống sau bệnh viện đi ra, tập trung ở sau bệnh viện mình đua xe nè. Xe con nào ăn? Khang hả? Khang định cương với bác sĩ Cường hả Khang? Con này mình thấy nó vẫn đẹp mà, mình mấy con màu kia nó kỳ kỳ quá. Giờ này mình chơi theo cái tông màu nó nhẹ nhàng xíu, mình không chơi theo mấy cái tông màu nó kiểu nổi quá dễ bị bắt lắm. Gỡ màu đen không được. Gỡ được. Vấn đề là có một số xe không gỡ được. Thôi hả? Đi ra mi su quá hả? Đi ra mi su. Liêu thì ra không có xe. Ủa liêu liêu. Cái thằng khác này nó đúng lì luôn á. Xe khang đổ lên màu xanh không, cái mâm nó màu đỏ đỏ nhìn nổi, nhìn nó giống như con trời. Nhìn không, nhìn xe khang giống như con Ford City á, Ford City đời cổ cổ một xíu á. Y chang luôn con Ford City đời đó, nó có cái màu xanh xanh kiểu như xanh hơi hơi ngọc với lại màu mâm mâm vàng, mâm cam, mâm cam. Cái con Go chết này mà mày đi đường hẻm mày muốn chết hả mày? À cái con này gọi là KitKat đúng không ta? Go Kat, KitKat cái gì mà KitKat? Không lên được Cang ơi, kiếm chỗ lên Cang ơi. Không lên được, cái G này nữa. Đi xéo hả, đi xéo. Nè, không, cái con xe em nó lên được nhưng mà con xe của anh nó bao phía trước phía sau hơn, khó hơn xe em. Này chiếc nào đây? Anh em mình tập trung chưa? Chuẩn bị đua nè, chuẩn bị tập trung đua nè. Mẹ lo, chuẩn bị đi, nó nhìn tụi mình hoài kìa. Bà. Đâu? Trực thăng cho đầu nha anh em, đó, mình đua mình có truyền hình trực tiếp luôn. Vô vị trí, anh em vô vị trí, nhanh nhanh chưa? Chuẩn bị, đèn xanh chạy nha, đèn xanh chạy. Vô, chuẩn bị. Lẹm với công an nó gì? Sao đâu đèn xanh vậy? Rồi trời, ai trước làm chó. Ờ chúng ta đã có một con. Hả rồi, chú tính người đầu tiên nữa à. Cái chiếc xe của tôi nó hơi kỳ ta sao. Tôi nói gọi do cân nặng á. Không, tôi nói phải trời ơi. Sao vậy mấy bạn? Sao bạn chạy xa mình vậy mấy bạn? Ôi sao chạy xa mình dữ vậy? Cứ đếm tôi đi ra vàng á.
Ê, thằng Dev nó phải chơi, đừng có bắn xe thôi. Thằng Dev nó phải cho đi bằng xe mô tô á. Ê, Dev, Dev bây giờ thuê xe mô tô đi, Dev. Đi con Vachio. Sao chậm vậy? Sao tôi chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, mắt xịt bít. Ở gì mấy đứa được nhiêu ạ? 103 105 95 hả? Cái con này không có lên đèn neon được ông ơi. À, nãy mình có độ rồi, nhưng mà nó không, cái gầm nó thấp quá, nó không thấy được cái đèn neon, không có độ lên được. Chỉ có con xe này chỉ có độ lên tinh thôi chứ độ neon không được. Ôi, đua xe lần đầu tiên mình đua xe mình có trực thăng. Ôi, trực thăng đi hỗ trợ luôn, sướng cho anh em. Trực thăng cảnh sát đi quay phim luôn. Nó phía dưới trực thăng có nguyên cái cục quay phim luôn. Em nó qua cộng đầu bạn lại. Ê, này có biên giới không ta? Này có độ biên giới không ta? Đâu, để mở đường cho. Ờ, đi mở đường đi, mở đường đi Khúc Lâm. Ủa Thiện, em định đập con gái mở đường hả Thiện? Sao rồi, anh em mình chạy gì kỳ vậy? Sao tôi chạy với anh em mình, tôi buồn quá à. Không, em đừng có bắn chị ra thôi. Tại tôi không đổi xe là đúng đắn, với tôi mà lấy xe bài nãy giờ tôi chạy chót rồi. Tôi mà lấy xe bài tôi chạy chót. Đâu, như là nó, cái độ nó bị đổ, thang đa độ chứ mà. Trời ơi, chạy rồi. Con này chạy có 115 rồi, nhưng mà trực thăng đang bay trên đầu rồi, đã quá trời đã luôn. Không có tháo được, không có tháo được. Con xe này là con xe zin, nó như vậy luôn. Chỉ có đổi màu xe rồi đổi màu sơn cái thứ. Đó là DF nha, đó, đó, đó. Ê, sao tôi thấy con trực thăng nó mới xà xuống đất một cái ta? Nó bị lỗi lòng bộ. Anh ơi, để em bắn cái là cái của anh ơi. Cái gì? Bắn cái cho rớt luôn, nhìn rớt. Rồi, rớt trực thăng rồi. Ừ, rớt một cái đứa thấy cái rớt không? Do ông này cũng bay chứ không phải đồng bộ. Cái trực thăng nó lao cái đầu xuống luôn. Đếp ơi, có biên giới không Đếp? Có biên giới không Đếp? Em chưa tới, em chưa tới. Ủa gì vậy? Ủa? Nó đi nhanh hơn mình mà nãy giờ mình chạy mình còn tới thì nó chưa tới. Không có. Có, ok. Ê, dừng nó luôn đi, dừng nó luôn đi. Để cho anh mở đường cái dừng nó luôn đi. Luôn lá thì dừng luôn như thế, dừng luôn như thế. Dừng luôn nha. Ganh đó ơi, tôi thắng rồi mọi người ơi, tôi thắng rồi, vậy nhất mình được gì vậy? Cái cầu. Ồ, trời ơi, xuống, ồ, đã, ồ, chạy qua có người mở cửa sẵn luôn. Cái nhất được ăn kẹo đồng. Ông sẽ được một tour du lịch tại tù liên bang của Los Santos. Cửa từ đầu đi rồi, không đi nữa đâu. Từ đầu. Ê anh em ơi, giờ mình cắt con thằng sao đây chứ, thằng nó cứ bay bay trên đầu hoài. Đi nó nhây quá. Ơi, giờ mình dứt luôn. Có một thằng à. Đi đi đi, em tôi dừng, tôi đợi anh em nè, anh em ơi, tôi dừng, tôi đợi anh em nè. Bắt Biton sẵn sàng rồi. Nó nhây quá, mình giết nó đi. Cánh cục nó chạy xe này nhìn nó mắc cười quá. Ê, đứa nào à? Mình giao lưu đây, để tôi bắn cái trực thăng nó rụng. Không, trực thăng người ta biết rồi, người ta thấy súng người ta bị bay liền. Rồi xuống xe lẹ đi, rồi đi trốn mà con máng lên bây giờ. Cái gì mà bắn dữ vậy mấy con quỷ? Được rồi. Được rồi. Trời ơi, nó hồi nó kéo lên bây giờ. Rồi nếu các bạn thích những cái video như này, đừng quên like kênh của mình cũng như là lộn like video cũng như đăng ký kênh mình và share video giúp mình với nha các bạn. Rồi đó, bắn thì tôi đi trước, em bắn công mang lên nó dí tay. Rồi đi, có bắn được rồi. Bởi vì nó chay quá. Bắn vậy. Ghé mình, ghé cây xăng mình đổ xăng cái rồi mình đi tiếp nè. Gì vậy? Quà ơi quà. Quà đi rồi. Chán rồi hả? Chán thiệt, bắn lộn gì mà cũng chết nữa. Đi bắt cái tao mình cũng chết nữa. Đâu nó chạy nó bắt đầu té. Lên cây xăng mình đổ xăng. Rồi mình chuẩn bị vô quân đội nè các bạn ơi. Các bạn muốn mình vô quân đội không các bạn? Muốn mình vô quân đội nhớ like cho mình nha. Nhớ like video cho mình rồi các mình vô like với nha. Hết chạy đua với Ferrari rồi đua sau lại cha. Từ khi nó cột cái cây sắt á, nó cắm vô cái đầu phía trước á, nó chạy mình lúc nào mình cách nó phải mình thắng được. Ơi, ơi. Hoài rớt xe luôn kìa. À, báo với anh em là tôi tự nhiên tôi có cảm giác linh cảm tôi nó kỳ kỳ anh em. Em cũng có cảm giác tôi sẽ đi ngược chiều. Để đề phòng mấy con mang dưới kia mà ổng có phóng lên thì tôi sẽ đi ngược chiều để mấy ổng đã bắt tôi. Cái con xe của bà với lại quà thằng Khang á là nó dễ đi upgrade, tại vì cái bánh trước nó tuy là nó không có phuộc nhưng mà nó vẫn lên được. Còn con xe tôi á là nó bao nguyên một khu, nó có một khu màu đen đen kiểu như xe điện đụng á, nó tránh đụng nhau á để bảo vệ á. Tao không được, tao không nổi cái gờ luôn, phải đi cái đường thấp lên trên. Hành vi hiện tại là mình không có còn tuyển tụi thằng Dev nó bay rồi. Ôi Dev ơi, ôi Dev ơi, trời ơi Dev ơi. Nãy gì gì nhưng mà nãy có thằng cũng chén đú đi lên cầu thang.
Ừ, nào nó không biết nhưng mà lên được. Ừ, nó lên xong nó bị bắt luôn. Đi ngược chiều rồi đi bên lan bên này vậy. Ê, con xe này cán vô cái, ê, con xe này cán vô cái đường giữa nó vui lắm. Nó thấp quá, nó vui lắm. Ê, không đổ xăng hả? Có, đổ xăng trên này nè, bán cái xăng trên này nè, cái xăng nó tội lắm. Ai đổ, tội tội tàn cái xăng. Em không biết gì đâu. Thằng kia nó vẫn còn bị bắt. Thằng kia nó vẫn em biết gì đâu. À, khi mà kiếm Jackie á, khi mà xong rồi nhấn lót lót cho Jackie tầm 500 là đi ra hả? 500 quá à, quá. Nãy lót tên chịu lận. Ok. Leo núi đi. Không, bây giờ leo núi chán rồi, bây giờ trời tối nó leo chán xe, rồi. Xe ông vậy mà ông bỏ mình mất tiêu luôn. Trời, tuổi 111, 112 cây mấy trên giờ. Em chạy đi 106 lận anh. Xe mình nó theo mình. Ui, cái răng nó mới làm lại đẹp á các bạn. Uầy, hơi bị đẹp luôn. Ông này cũng tiêu rồi. Nói gì? Chị tin hả? Gì? Bạn lại đi làm quảng cáo đúng không? Quảng cáo gì? Tôi giờ không tin, đua lại nè, sắp xếp đua lại nè, tại đánh đua với công an nè. Quảng cáo bạn nói chiếc xe này nhanh hơn xe kia. Thiệt mà, nhanh hơn mà. Nhanh cái cụ lôi, ông em chạy như sắp qua blue luôn nè. Tốc độ của nhà sản xuất người ta đưa ra là nó nhanh hơn. Ủa, xe chị chậm vậy? Ừ, xe bị gì á. Anh em mình chui đây thấy không? Tôi nói mà chui đây công an nó không có bắt rồi đó, thấy chưa? Chui đây sao công an nó cứ bay hoài, trực thăng nó cứ bay hoài vậy? Ừ, nó nhây lắm, thằng nó nhây. Gắn chân dịch cho nó bơi đi anh. Rồi, đổ xăng đi nha. Mẹ ơi, thằng bên kia ơi. Rồi, đổ đi. Rồi, đi sửa xe. À, thằng Duy. Ơi, cái gờ này không phải. Ủa, anh kiếm giùm em cái con xe này mà giác cái cục máy nó lên mới đã nè, cục máy VA. Ôi ôi, nhét lên phát rồi thấy cục máy không, thấy người đâu luôn. VA. Con cục này là cục Y mà nó phải V đâu. V, cục vô đây nè, vô trong này nè, nguyên cục V nè. Đâu V gì? V. VA. Vô đây, vô đây. Vô chỗ sửa xe á, chỗ sửa xe á, ở đâu? Nó chạy đâu vậy? Đang đổ xăng. Ừ, vô đây nè, trong này nè, trong này máy VA đàng hoàng nè, còn đừng có gắn lột cái máy bơm hơi nha ba. Gắn mấy bông hơi bơ luôn này luôn á. Đó, vô sửa xe đi. Ủa, cây xăng nó làm lại đẹp quá các bạn ơi. Bắn thử cây xăng, thôi bắn cây xăng nổ. Xăng này làm đẹp quá. Các bạn nhìn cái ô cái bình kìa. Ủa, chiếc này gì đỏ tới ngàn mấy vậy hả? Các bạn thấy cái hình giọt xăng không? À, nó có cái đường rót vô đó. Trời ơi, đỉnh. Đỉnh vãi. Sửa nè, giá xăng nè, à, mẹ xăng xe bình thường là xăng 87 là 4 đô, 4,8 đô. Sửa 5 ngàn. Xăng Plus 89 là 5,9, còn Premium là 4,99. Quỷ nợ xúc. Premium 92. Performance Plus. Nhìn cái cành đảo à, còn cái xăng nhìn đang rí đẹp luôn. Rồi anh em dư trí nè, đây có cái đèn đường, mình đua từ đây về tới bên quân đội nè, xong rồi vô quân đội nè. Các bạn có thích mình vô quân đội, các bạn nhớ like cho mình nữa nha, các bạn rất là nhiều. Ủa láo được chứ. Mày giếp đi, để coi con mày giếp bao lâu. Cho mở đường. Vô. Đép đưa luôn, đép. Tại sao đưa lại? Vô luôn. Chưa. Láo thì chứ sao đưa lại à, chèn đè đầu nó. Vô. Ê, đi lấy rồi. À, rồi. Trời, còn mấy quỷ đâu rồi, vô rồi. Khang gắn cục V8 nó lên đi Khang. Đang cứu cầu anh đệ tử. Nhìn con xe kia nó bị thô quá ha. Nhìn con xe kia nó bị cụ bắp quá ha. Nào, thế nào? Ủa, một cái nhông với một cái thắng đĩa xe tôi nó bịch hết trơn rồi. Bởi vì nhìn nó lướt gió, hệ số lướt gió ngon hơn. Ủa, ra hết chưa? Còn ai không? Còn. Đâu ai nữa đâu? Còn. Quà đâu? Ủa, quà đâu? Quà đi. Ê, quà cái bên kìa, thằng 6019. Nó có chuyện đến cục kìa trời. Quà vậy này nó ăn mặc lịch sự rồi, tươm tất rồi cho nên nhìn nó không ra. Dạo này nó tự nhiên. Rồi, vậy là tụi mình chỉ thiếu mỗi anh Kim thôi đúng không? À, Nguyễn A-C nữa mà, Nguyễn A-C nó rồi sao? Ok nè, chuẩn bị nè. À, từ đèn đỏ, thằng quý Khang cái đèn xanh mà. Thằng này nó không tự ăn gian. Ê, bỏ đi, thằng Khang này nó chơi ăn gian rồi, bỏ, mình đua lại công bằng nè. Khang vô lại, Khang lẹ. Khang này được cái ăn gian. Anh được có chụp viên nữa. Lẹ đi Khang, nhanh lên, đèn xanh bây giờ. Lẹ, thằng quý này. Trời ơi. Thiệt chứ thôi, đứng lại coi đợi coi thằng quý Khang nó nhây quá à. Ông, anh nẹt vô cái anh chạy anh tông em hoài à. Ủa, anh đang đứng bên em luôn mà. Thì đó, anh nẹt vô cái anh bị lỗi lỗi vô đây, anh tông em hoài. Lưỡi đi, lưỡi đi. Rồi, đèn xanh nè, đèn xanh trên nè, đèn xanh trên nè. Đèn xanh trên nè. Khổ quá mà. Chơi gì. Ôi, đèn đỏ chạy rồi. Gì đèn xanh mà. Ây da. Láo đi chứ. Láo đi. Được lắm. Ủa, sao thằng nào đứng tốt chứ cuối giờ thằng cánh cục đúng không? Ừ, cánh cục mà chỉ đôi cánh cục, chỉ đôi cánh cục. Màu hồng.
Ông cũng lên được rồi hết chưa? 122 km trên giờ, 116 km trên giờ, 115. Ê, mình có 106 à. Bye. Bye. Mày chơi gian quá mày, mày chơi gian mày xúc cho mày. Nè coi nè, coi tôi giật đầu hai này tôi lấy top nè. À, bảo vệ chiếc dự định rồi. Chiếc enable. Không có chiếc ổ như là hắt đó tụi bay. Ai lên là hút nha, ai lên là hút nha. Đây 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 đây. Ai sắp dưới kịp rồi, sắp dưới kịp rồi. Người ta đua là người ta phải theo cái đường racing line đàng hoàng chứ. Có ai để ý không? Khe ông chạy nhanh hơn khe mình nữa. Hai chị. Hai chị. Cụ nó còn qua nữa mà. Bay không? À 4858 là Khang đúng không? Cho vừa cái mồ luôn vừa khúc cua luôn quá ghê. Ôi quá ghê. Anh em ơi, hiện tại tôi đang đứng nhất nha anh em. Anh em chạy chậm quá, chạy về không được rồi. Đếm ơi, đếm ơi, lên mở 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 cửa đếm ơi, lên mở cửa đếm ơi. Thôi đi câu cá chán, các bạn câu cá đứng đứng xe không có, không có đèn. Không, mình không bật sáng được nhưng mà xe không có đèn. Chậm vậy anh em, sao chậm vậy? Tôi nói gọi do trọng lượng của cái người lái nó ảnh hưởng nhiều lắm. Ôi trời ơi, rồi vô đây luôn rồi. Nghe đồ. Ủa tính ủa đây đâu có biết ai biên giới dưới kia. Ok, nay mình chuẩn bị quẹo vô quân đội nè. Rồi bây giờ các bạn muốn mình vô quân đội các bạn like video giúp mình với nha. Like video đi mình vô quân đội, like video đi mình vô quân đội. Like video đi. Mày nghĩ xe này sao vậy? Sẽ vô quân đội. Cầu ơi, đừng cầu ơi. Ủa mọi người đâu rồi, không thấy GPS đấy. Mọi người, hello. Có một thằng phải, một thằng trái là sao? Tôi đang bay thử coi nó bay được không. Không thấy GPS mọi người luôn á. Ú, ê, trời ơi, có chút xíu nữa là vô được rồi. Đấy, ê, khả năng có thể bay được á, anh em bay bay thử đi anh em. Rồi, đi được chín vô được đi. Bay thử, bay thử, bay thử. Không, tôi nghĩ là bay được, tôi nghĩ là bay được, bay đi, bay đi. Tốc độ 100 km trên 1 giờ. Ê bên này nè. Lên. Lên. Như cực hạt cái dụng của tôi hoài. Đừng đo. Kìa kìa cái thế là cái thế là cái. Bây giờ nè, nào bay vô được được 2 triệu nè. Đó, thử nóng nè. Vô vô vô. Ôi ổng tiêu á, tụi bay pha không được đâu. Không được. Tôi mém được. Ôi ổng tiêu á. Mém cũng vô được chứ mình. Ừ. Tẹo ấy. Cái gì không vô được? Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời ơi, đếm. Ôi, bà Lưu nó chạy ngang tôi mà nó lướt vù ngay tới gió luôn á. Vô kìa. Anh chưa vô, chưa vô. Lên, 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 lên. Ui. Có chút xíu nữa thôi à. Ê, bên trong có vân đỏ nha anh em. Ê, anh em mình, có thằng nào vô được à? Có thằng nào vô được không? Không thấy quân đội đang ê bỏ bỏ giờ công chính ê đừng có đi vô đừng có đi vô con quân đội ba chiếc quân đội đó đó ba chiếc luôn á có quân đội đang tận trọng kệ anh em vô trong quân đội chơi rồi các bạn like video cho mình đi các bạn nhớ like video cho mình với share video cho mình là mình chuẩn bị vô quân đội nè các bạn quá sống nay chết mai rồi đứng nhầm xe tôi giữ gì vậy đang cắn cái cột này thì đó tôi ăn cái cột của bay đó bạn rồi anh em mình đi vô anh em vô quân đội nè anh em chết rồi gì vợ anh ơi à mày đi được đi ôn tưởng là ông được cái cua luôn á trời quân đội có người không anh em có người đứng canh không đẩy đẩy có anh ơi quân đội có người để đếp với bộ vô nói chuyện đếp vô với bộ vô nói chuyện đi. À, không, cái này vô được, cái này lo gì, vô đi, trời ơi. Nè, mình chạy thẳng vô luôn, che mình tóc mà. Thằng nào chạy sao nó mới chết chứ, thằng nào đi đậu nó chết đâu. Ồn. Cái con xe này các bạn để vô cua nó tưng tưng lên nhìn mắt cười. Ơ, muốn đợi chưa. Chạy xe nào, mình chạy xe nào nhỏ núp núp vô cái thùng container nè. Mấy này biết nè biết nấp dễ chân á, xem mình nhỏ không biết nấp dễ chân. Đâu nấp. Mình muốn đi dạo quanh tí không hiểu không? Nè 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 nè. Này bây giờ mà hồi coi coi có xe tăng không nha, coi chừng có xe tăng nha. Ê chưa? Nó tới à. Tạm biệt Khang. Khang mạnh giỏi.
Ê, nào đây, hàng đếm đi, đi con này vô, tự bị bắn hả đếm. Đi được, chạy được. Cái này đang bị ở đâu rồi? Em bị kẹt với khúc gỗ chứ. Tôi lượn vòng sân. Ê, để tôi đi ngang, tôi chọc mấy ông canh cổng chơi, tôi lượn ra, tôi lượn vô thử coi. Thôi, canh cổng dĩ theo mình rồi. Dạ. Cái ông BD ông nhây thiệt chứ ông vẫn còn bay. Ừ BD ông bay trên đầu tôi thấy ông bay vô đây được. Người ta là quay phim, tôi thuê người ta để quay phim quân đội kìa. Trời đâu. Ê ý. Đội. Ê, em cầu phương tiện phía trước đứng yên không cho tôi cho ngầm của tao. Ê có này. Ê có này. In. Đó vậy. Cái đầu tôi nó qua vừa cái cửa luôn. Cái cây berry á nó vừa cái đầu luôn. Nó vừa cái đầu. Ừ nhưng mà đừng có cái như cái bạn stop, tại nếu mà đụng với cái bạn stop là nó dính cái đầu, đập cái đầu cái còn mà đi cái bên các bạn không có bạn stop á. Ê nè bim trời xe tôi có càng luôn. Mày thấy anh quân đội cho tôi bay nhậm củ tỏi chưa? Ủa, củ tỏi là gì vậy? Là nhậm củ tỏi á, là chết á. Mày láo hả mày? Thì em thôi tới 500 đồng lận đó. Sửa hết 5 ngàn rồi. Thấy đây 500, sửa 5 ngàn. Hiện tại là tôi đang đổ xăng. Cái xăng yên bình quá. Để tôi kêu ảnh qua dẫn cho. Cái xăng hôm nay nó lại yên bình đến lạ thường. Sao mấy anh? Anh quân đội ơi. Dạ, nói vô tiệm xăng rồi bạn ơi. Gì nó nổ vậy? Cái gì nó nổ? Chú. Ê công an, ấy lộn quân đội nó bắn thường, nó bắn chiếu kìa. À, nữa rồi. Nữa. Mấy quân đội bắn gắt quá. Cú. Quân đội bắn gắt quá đi. Quân đội bắn tụt khúc máu luôn vậy. Đừng cục nó má vô đây chi vậy. Đường đó đường mà tôi đã chết lần rồi đó. Cái bà đừng cục cũng vậy. Lưỡi hàng rào được nha anh em, hàng rào mình lưỡi được nha anh em, đừng có sợ xe mình cũng mạnh lắm, không yếu đâu. Ờ mạnh đâu mà được chốc hết cái dính luôn cái hàng rào rồi. Chỉ bậy bạ thôi. Để tôi chốt nó đây cái đó. Ê, cái cục này nó cán nó tưng cái xe. Ồ nó tưng cái xe luôn. Ui, thấy gì không em? Chốt trước nha anh em. Đổ sao không xíu mà bắn tôi đau quá trời đau luôn. Dễ quá chị ơi. Đau quá trời đau. Dễ quá. Ê thử quay kia. Cái chỗ mà biết gì? Biết cái cục đèn đúng không? Nó tưng đúng không? Cái chỗ mà hôm bữa mình phóng xe hơi á nhớ không? À. Cái chỗ thứ ba cái con này phóng cái gì mất tiêu luôn. Cái này lên dễ lắm luôn á. Chỗ phóng xe hơi mình bay ra ngoài á hả? Ừ, mình thử thách mình bay ra ngoài đó. Ủa, xe này sao phóng được ta? Ai biết. Cái này phóng dễ lắm anh ơi. À thôi các bạn biết là mình có hai điếu cần kho bướng con mồi. Mà chị ơi, tích buồn. Con này bay ra không được. Ủa anh em cổng nào? Anh tôi bay được mà, bên tôi bay được mà. Anh cổng nào vậy anh? Anh núp ở gần cái dốc bay á, anh đang núp ở gần dốc bay á. Sao mọi người lên được? Sao tôi lên được ta? Đánh bay nè ta. À cái dốc bay mà bữa mình bay hả? Ừ cái dốc mà mình bay ra ngoài á. Ôi đời hương ảo đêm vào con mê, tôi chơi có hai điếu thôi mà nó đột biến tôi rồi trời. Tôi lên tôi phóng được, sao phóng được? À phóng được nè. Ủa sao lại được? Cái đầu nó thấp gì mà sao lại được? Đầu nó thấp nó bị phóng. Tự nhiên anh em mình trốn cái nha, để tôi chơi tôi hết nó tác dụng của đồ rồi đã chứ tôi chóng mặt quá. Bạn ơi. Ê quân đội kìa chạy đi, quân đội bắn đầu quá, quân đội bắn đầu bắn chiếu. Đau như quỷ. Cảm ơn Khoa nhiều nha. Bắn chiếu luôn. Ừ đó bắn chứ, y đây có anh quân đội nè. Xe này gì chạy mà gì bắt được. Còn cái gì bơ bắt ấy, cái giống này mình lên được. Không phải giống rồi, giống. Trời ơi. Thôi mới bay qua đầu quân đội. Trời ơi. Đó, trời đất chỗ này chí quá không quà. Đi. Vừa phóng giống nó lên đổi màu luôn. Bay qua đầu quân đội hết. Ơi. Đi qua. Ê, sao này quân đội chơi kỳ, quân đội nam chơi gì chứ mình lấy súng bắn không à. Ủa anh bay ra ngoài chưa? Chưa, vẫn còn trong này nè. Ê mọi người. Ê, tôi chỉ cho mọi người đi xe này có trò vui nè mọi người. Nhớ cái đường băng bữa mình chạy đua với nhau không? Ừ. Thấy mấy cái đèn không? Ừ, bắn. Chạy vô cái đèn đó. Không, chạy con xe vô cái đèn đó đi. Nó từng cái nó bay lên trời luôn. Tưng cũng phải, tưng không bị anh bắn chạy quay luôn. Tưng kìa nè. Piu, ủa không cái này nó không tưng. Piu, ủa không tưng đó ta. Kìa giờ nãy nó tưng mà. Trời má đạn nó sụt chiu sụt tôi kìa. Ôi trời ơi. Ây ẳng ẳng. Chết. Ẳng.
chưa gì đã ăn, ăn sớm quá dễ. Nó bắn bạn, bắn mặn sao bạn? Ý, em đứng đợi kìa, để tôi cái cổng còn. Còn. Ấy da, ấy da. Tôi mắc cười quá. Mỗi lần tôi gặp mấy anh thôi tôi mắc cười quá. Mỏi tay quá, các bạn chơi con này nó mỏi tay quá. Mỗi người phải anh dính cục đèn rồi. Go, ba con nó cần chết. Mạnh nào nó chạy nha, không em biết gì nữa nha. Trời ơi, bao chết con năm chết con trời. Ừ, đông lắm không mà sẽ thường mà không sao, sẽ thường, không sao, sẽ kia mới sao. Quân đội vẫn còn chia ra một số người canh cổng nha anh em. Ok. Để tôi đi cổng sao cho. Ừ, có thể mọi người chú ý đây, xe này chống đạn. Bắn quả. Nó chống, chống, chống. Quân đội đang bắn quá trời luôn, tôi đang chạy lượt lượt cái cổng anh. Anh em mình rảnh á, anh em mình thích chơi công giấc mạnh á. Anh em mình cứ lượn lượn cái cổng chính á, cứ lượn ra lượn vô á. Thì không nên như thế. Vui lắm. Chống rồi, chống rồi. Nó cười quá, trên này vui quá các bạn. Ở đây có cái hầm đã lắm nè. Cái gì? Cái hầm. Cái gì? Cái hầm. Cái hầm, ở đâu? Ở chỗ tôi mà xuống được, bước lên được không? Sao nghe nó kiểu không có tương lai vậy? Ờ, cảm giác không tương lai. Ê, ơi, chết tôi rồi. Rồi, ngu. À. Ngu quá mày. Không. Gặp thêm đằng khang nữa rồi. Ê, quân đội, ơi, ba chiếc quân đội ngoài luôn kìa. Còn mấy đằng khang nữa. Ê, vô cái thùng á. Cố lên. Ê, nào chế bộ xuống đẩy, lấy cái thân đẩy được, lấy cái người đẩy xe được. Ê, quân đội đang lượn ngoài. Đấy, đừng ăn kêu ghê. Quân đội đang lượn ngoài nha. Khiêm đâu hỏi Khiêm bị bắt nãy giờ, Khiêm re rồi, Khiêm bị bắt. Khiêm nó đi tù rồi, chắc nó nghèo quá, nó không có tiền, nó chuột rồi. Quân đội nó giờ từng mấy chiếc đi ngoài đường á, đang đi kiếm mình rồi. Xe này nó nhỏ mắc cười quá, mình trốn được. Trời ơi, chéo bà. Xe này nó... giết vô cũng được các bạn. Lùi vô bạn. Ủa sao nó tương mới lên được mà. Nó bị cứng, cái ở trước bạn á, là sao mà đừng có, để lùi, để lùi cái. À, để tôi lùi cái. Lùi đấy. Lùi xong tôi gọi lại chặn. Từ kẹt cái xe vô luôn bây giờ, đừng có tông nữa coi. Tông cái đít á, tông. Quân đội mới chạy ngang kìa. Ê, kẹt xe rồi mấy con quỷ. Khang mày tông không ra đi kìa. Tông ra đi, tông ra. Ô, tôi đi ra được rồi, ghê quá. Ô, quân đội chứ chưa thấy mình luôn kìa. Mình đi xe nhỏ. Trường học chiến thuật coi nghe. Ê, hấp dẫn vậy. Mình vừa nhỏ mà đồ mình đáng ớt lắm. Ừ đó, tôi biết mà mình vừa nhỏ. Cái xe mình nó tiếp tế cái gì á, giờ kiếm xe tăng, ra nó mới vui nè. Đừng có bắn, để quân đội đó mình chơi cho nó vui. Xe này tôi đau quá, tôi đau quá té cái. Hạ chiến vậy. Thằng qua là thằng được chọn. Quân đội còn ngon lắm. The chosen one. Ủa. Thằng nào chạy ra vậy? Nhấp vô cho mày. Có bía gì vậy? Đợi, đợi không em. Xe này không lên, không lên được tốt thiệt chứ. Ê, có chiếc nào lên được cái cầu thang không? Không lên được, ê quân đội tới kìa. Thôi, nói chung là nay cho quân đội, vậy là vui rồi các bạn. Trời má ơi. Nè cho các bạn xem trò vui nè. Gảnh rồi nó bắt. Ê, trời ơi. Trễ một xíu nữa là tên lửa nó đâm vô quân đội nổ luôn rồi. Trễ một xíu nữa là có đúng gọi là Hollywood coi luôn. Rồi bây giờ làm gì nữa đây các bạn, hơi nãy giờ chui đây hơi chán rồi, không có xe tăng. Nay quân đội đi xe tăng đi sửa xe rồi. Ở chiếc thắng trên đầu mình quậy rồi. Ờ thằng đó nó hình như nó không hết tăng nữa gì. Thì không được ra ma. Ông quân đội, ổng chui vô cái cầu thang. Rồi sao còn ra. Chưa vậy rồi sao ra. Đây anh em mình đi lượn lượn vô mấy cái quả tên lửa, bắn quả tên lửa cho nó bay ra ngoài chơi. Vui lắm. Cái đó có nổ đâu, cái này mới nổ nè. Dạ. Bùm. Bạn thấy đang chạy không? Đó, trời ơi, cái hồi nãy mà nó giờ là đi xa thêm một xíu nữa là nó chui vô bắn mấy ông kia.
Bắn cái đuôi đó má. Ủa anh đang đánh đâu vậy anh? Đi ra nó nổ, đi ra nó nổ. Ngu như con bò. Ngu như con bò. Tên lửa nó đã chín đổ. Đã cháy cái đít rồi. Còn ráng đứng vòng vòng nó bắn thêm mấy viên nè. Cái đó nó chỉ tự cháy rồi nó nổ luôn. Chứ nó không có kiểu mà bắn cho nó nổ thêm đâu. Đó. À vậy vậy vậy. Đúng rồi. Nghiệp vậy. Trời ơi cái... Ôi, đội bắn gác quá à, đội máu rồi. Đi quân đội bắn không gác chứ cái gì mà gác. Trời ơi, anh quân đội với anh này chưa. Cái tên mượn nó kiểu như nó không gì. Thấy lại coi đúng không, thấy lại coi đúng không. Ủa, nó tăng hả? Dạ, có tiếng gì nó nổ vậy? Tiếng tăng. Ủa, đâu? Ê, ủa Ủa, từ từ. Hồi nãy tôi tưởng đâu là cái tiếng nổ ấy. Có khi bây giờ nó kẹt cái thiệt luôn. Không, tôi tưởng là nào bắn thì bắn nó bỏ. Không, ừ, tôi tưởng là nào bắn như cái tên lửa nó đùng Thôi, bạn ơi, tôi đi về. Dễ gì bạn ơi, nhát quá à. Bạn tin là tôi từ mấy chục ký còn mấy gram không bạn? Đủ rồi em với anh ơi. Em bị gì vậy? Quá. Ê, mấy ông nợ này chạy, mấy ông quân đội này chạy mất cười lắm nha. Tôi để ý đó, chạy, ủa xe tăng ở đâu vậy? Chạy đúng téo luôn. Sao em? Chạy, có một con xe quân đội nó kẹt vô cái cầu thang á. Nè nè nè, anh em lại đây cho tôi cho coi cái con xe quân đội nha. Kỳ quan của thế giới. Đó, nghe này là thấy không? Đó, đỉnh chưa? Ủa em nhớ à, để tôi bình tĩnh là tôi chơi cái trò. Tôi chơi cái trò tôi tắt 24 giờ vòng quanh con xe tăng. Đâu? Đâu nó đứng nó không thèm chạy. Xe tăng nó bắn nó nổ. Nó bắn thư xe hả bạn, nó giết vòng, tôi bắn thư xe hả bạn. Vui quá trời ơi, ôi vui quá. Ôi vui quá chá là vui. Ôi bây giờ nó không lên xe nữa, nó đứng xuống nó bắn bạn ơi. Xe nó có dí lại mấy con này đâu bạn. Má ơi, xe tăng nó bắn, xe tăng nó chết mặt luôn. Ôi vui quá chá là vui. Cứu mẹ chơi. Chắc mà đứng là, đứng là đứng là cứu mẹ hoài vậy. Ê, con xe quân đội nó giết theo tôi kìa. Con quân đội nó fly to the moon luôn. Nó quân đội này chạy chán quá, đừng cười quá, tôi mệt quá. Mình đi ra chứ bạn chứ. Chứ tao nó cắn tôi. Nó cầm tên lửa rồi bạn. Ra đi anh em, thì ra đi tôi chơi đây vui vui lắm. Vui ở lại chơi vui lắm. Anh em mình thử cảm giác mạnh á. Xe fly to the moon. Anh em mình thử cảm giác mạnh. Chạm vòng xe tăng nó vui lắm. nó vui lắm anh em. Thì tim tăng nhanh lắm. Ai da, ai da, ai da, đó. Chơi với dao có người đứt tay, á. Nhưng mà không chơi dao thì không đứt tay, á. Tay đâu, không nói gì nữa. Không nói. Thằng dao mới gói rồi ơi. Chạy vô với đại, cho thằng nó ghê quá. Ghê quá. Thôi, đi trốn nó thở cái. Dạ, nó chơi cảm giác mạnh mà đi trốn rồi. Mạnh bạn, mạnh nhưng mà nó vòng vòng nó mém nó bắn tôi được cái tôi hơi bối rối xíu tôi. Gì mà nhồng dữ hả? Bạn con bạn chạy đi bạn. Mệt quá. Đang đâu vậy anh? Đang ở khu nhà y tế, nhà bự bự đông đông của quân đội ở. Mệt. Hòa được rồi Hòa. Bình tĩnh qua đừng máu chó lên em. Anh em mình phải thử chạy thử cái cảm giác mà chạy vòng xe tăng không rồi cái nằm xe tăng á nó cứ quay họ lỡ nó quay đúng nhịp của mình thì xui bạn. Cái đó là mình xui thôi, kiểu là đen hơi đỏ quên đi vậy đó. Thằng nào đây vậy? Tôi bạn, tôi đang đứng nấp ở đây nè bạn. Con xe này cái tiếng rip nó đảo ha, cái tiếng gọi là lết bánh. Giờ bây giờ tôi dắt anh em đi. Ủa hôm qua nó chưa nó cứu nó bình thường cái này nó là vậy á. Quà có cần chơi đồ không quà? Anh cho miếng đồ nào quà? Có anh ơi. Hít hả? Chơi không bạn? Ơ, cần sao đột biến luôn bạn? Nói chơi này chơi giờ chơi ngon vậy? Đồ hơi bị ngon. Chơi đồ này là lên tới nắp luôn. Đi. À bây giờ anh em mình chơi đồ. Anh em mình chơi đồ. Anh em mình đi lượn xe tăng. Chơi không? Dốc. Anh em nào chơi theo tôi. Bạn ấy xe tăng nó đâu ra vậy? Chắn quá rồi không thấy gì hết. Ừ, ê tôi nghe cái tiếng bắn nó gần lắm anh em, từ từ. Để tôi
bây giờ tôi không thấy nó nằm ở đâu đâu. Tôi định hình là con xe tăng nó ở đâu. Anh em mình chạy xuất sắc đi anh em. Trong lúc mà mình không có xe tăng mình xuất sắc đi. Tôi nghe tiếng mình phải á bạn. Mình chạy xuất sắc trước đi, từ mình chạy xuất sắc. Có khi nào nó dứt hai thằng luôn không? Không biết bạn ơi, từ. Đó, nó gần đây lắm. Sao hủy gì anh ơi? À đây nè. Đây nè. Qua đây nè, qua đây nè. Ồn, ồn, ồn. Ê, cái đầu. Ồ. Ai nào xuống nó chết cắn chịu nha. Trời ơi, cái gì nó mới đổ kìa. Má ơi. Ơi quá à. Ê. Cái thằng nó hư rồi. Nhu nhóc. Nghe đồn là hai cửa quân đội chặn hết rồi nha anh em. Mình giỡn vui vui hồi mình giọt anh em. Mất cười tôi mệt rồi đó. Ủa anh ơi, anh còn đó không anh? Còn anh đây. Anh đang ở đâu anh? Khi nào em thấy anh nữa anh mới biết. Đồng xe tăng nè. Nè, đang sau đuôi xe tăng nè. Chạy xe đuôi xe tăng á. Chạy xe đuôi xe tăng đó. Đâu á? Chưa. Má ơi, nó bắt biến chung tôi rồi. Má ơi. Mình hết thấy đường rồi. Má ơi, quá quá rồi. Tôi dừng cái sau đít nó chết. Xong rồi cái tự nhiên cái nó dừng lại, nó lùi xe lại, nó cán tôi luôn. Ơi, gì? Thằng quà đã tan rồi. Tan luôn rồi. Hết đi rồi. Sao rồi, quân đội nó chặn rồi. Chốt anh em, mình chốt đi anh em, mình bỏ chạy được. Ồ, quân đội chặn con chiếc kìa, non. Tôi bắn tới lẹ vậy. Non, quân đội này non lắm. Biết gì, chị mafia mà sao cứu anh được, đâu có cái heo hay đâu. Bây giờ nè, okay. Bây giờ mình rút bờ về, mình lấy xe mình ra mình cứu. Giờ bạn ơi. Mình gọi cho bác sĩ đặc biệt, cái bác sĩ đặc biệt dùng thẻ ngành vô đây cứu ra chứ đâu rồi có hai nào nằm đâu. Tôi hết cái tường chạy về bạn ơi, nó phơi thôi bạn ơi. Chạy quá trời luôn. Thế rồi đang dừng lại luôn. Nè tôi với bạn ai bạn đi. Bây giờ mình muốn ra cửa trước đây từ. Bây giờ mình lượn qua chỗ hai anh kia bị thương cái đã. Rồi bạn đâu rồi? Đây bạn. Tôi phơi quá, tôi hết thấy đường về rồi. Ê tôi ra chỗ hai thằng mà nó bị thương rồi. Xe này chở con người mấy đứa ơi. Thôi hết thôi bạn ơi. Only one. Nè đâu, một thằng che mặt 4-6 gì đó, hai thằng. Trời ơi tội nghiệp. Ôi ấy á ẵng. Về nhắn cho Tăng nó đi về. Cho Tăng kìa. Nó còn gặp nó không bạn ơi. Còn mà đang còn đang bắn đùng đùng nè. Trời má, leo đá nó bắn luôn kìa. Thôi đi về bạn ơi, đi cổng nào bạn, đi cổng chính hay cổng sau? Trước đi bạn ơi. Đâu đâu anh em mình tập hợp đi chung rồi bạn. Ghé mình, ê mình ghé mình đổ xăng cái mình đi. Mình núp nó mình xuống chung. Tội nó ghé đổ xăng. Ghé cái gì đó bắn lên trời không mà. Đâu có mình tội nè mấy. Ừ nè. Mình với bạn mới chạy ngay thôi nè bạn. Cắt đuôi vậy lắm bạn ơi. Thì bắn lên kia đi mày. Ê báo cho anh em là có thiết giáp ra rồi nha. Thiết giáp in coming. Đủ loạn đó, mình cái này bắn cũng được. Ơi cái gì nó bắn tôi vậy. Giáp như xe tăng đó, tôi chạy trước à. Chạy cũng công chính luôn hả bạn. Ăn. Mẹ anh này cứu em. Nó đứng nó cầm cổng kìa. Ây da, nó cầm cổng kìa trời. Cái gì la ghê vậy? Trời ơi. Mấy giờ vừa phải hoải con người quá. Thương mới thương với nhau đi chứ. Nà, nó mới trước rồi bà. Thôi bạn ơi, cái này tủi tôi, cái đầu tôi nó có thể gọi là đẩy được cái cây đi luôn vậy đỉnh. Sao tôi la chưa? Không, nhưng mà bắn cái gì đâu bạn, có viên là trúng người tôi đâu. Có hai ba viên chứ không có một viên. Mấy quỷ này là con gì chứ không có con người. Lì rồi. Bè đây luôn rồi. Thằng 4863, thằng khứa đếp với thằng cánh cục nó đứng nó bắn cọc ở mấy game đây nè. Mấy thằng quỷ nó đứng đâu bắn. Ôi. Ở trên này nó có bán trái cây không ta? Thèm ăn trái cây quá. Anh ăn gì? Có bán chuối không? Gì đó, chuối gì hả? Ơi. Ừ. Giờ cứu chuối có 3 trái rồi được không anh? Cứu. Chờ đây tôi ra nè, tôi tưởng bà ra, tôi ra rồi. Cái lũ đạn. Có miếng ghiền đúng không? Có miếng ghiền đúng không Thiện? Có. Lấy anh cái hamburger. Ok. Đây nè, hamburger, lấy cái hamburger coi. Ủa hết. Nãy cổng sao có người không hả? Có, cổng sao có cổng chức cũng có luôn. Nè, bây giờ nè, mạnh mẽ lên. Lượn ra ngoài đi, sợ cái gì, mày cây sẻn làm gì mày. Hamburger thôi, hamburger ăn rồi, nãy mới ăn rồi. Tôi cười mệt quá, tôi chơi nay tôi mệt quá.
Mày dây nè. Ra đây bạn, bạn lâu rồi bạn mới qua làng, tôi tưởng là bạn ra, ai ngờ bạn chưa ra, tôi ra từ đời nào rồi. Tôi vừa ra nó bắn tôi, bạn mới có đường bạn chạy đó bạn. Thôi bạn ơi đừng có xạo, bạn ơi ai còn xăng không, đổ xăng mới hết xăng rồi. Dì ơi, tôi đi cổng sao ra mình hẹn nhau ngay cái cổng biên giới cho gì. Ok, đây đổ xăng giùm anh cái cứu, có xăng không cứu? Dã man quá. Con cứu, con khứa, ai có xăng không? Khứa đép nè. Không anh. Thôi giờ thôi mình đi ra biên giới đi. Đi ra cái cổng biên giới đó đi sao nè, tôi ra đây tôi đổ trước nha. Tôi mắc cửa, tôi mệt quá. Tôi mệt quá. Ủa, không biết, trời. Không biết hai đứa kia nó nằm nó có bị lạnh lưng không nhờ. Ê, khứa đép đương xe đó vô cứu bên kia ra được á, khứa đép. Nghe em vô được không? Được. Ôi, ê, tôi biết rồi, Blue. Tôi biết sao nãy ba chạy chậm mà Blue. Không. Ba chơi đồ vô, chơi đồ nãy nó chạy nhanh lắm. Ủa, nên phạt 300 km/h. Thiệt, nó nè, nó. Trời ơi, hết rồi, hết hiệu ứng rồi. Hết bị ảo giác rồi. Đúng mà, chơi đồ mà. Thì đó, chơi đồ lên ảo giác mà. Ủa, cái này chạy giữa vui quá. Cái tiếng cán nó cũng vui nữa. Ta 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 ta. Ôi, xe này vui quá. Dừng ơi, mở ra. Con luôn nó đậu bên kia. Ê, con xe này mà nhỏ xíu mà đậu á, không biết luôn, không biết là con xe nó nằm ở đâu luôn á. Rồi, hiện tại là mình đang đổ xăng. Và bây giờ làm gì nữa ta? Cái video leo núi mình hẹn các bạn để bên up một cái video để cho các bạn xem cho nó vui. À, còn cái này nay là like cho này đi leo núi, giờ nó tối quá không thấy được trên núi nó có gì chứ. Bạn gì? Ủa tối hả? Đây nè bạn. Tôi buồn quá Di ơi. Sao vậy, có hai thằng để nằm chấm mà. Mình đi 6 mà bây giờ mình về còn có 3 à. Đâu còn 3 thằng bên kia nữa là 4 thằng đâu được 6 thằng hay 7 thằng gì á. Em check coi rồi. Mà một thằng đi tù, hai thằng chết. Một thằng mạng lắc quá không chơi nữa. Đâu thằng nào mạng lắc? Gì? Có, nó đang đứng đó nè. Thằng cánh cục. Thằng cú chứ, thằng cú nó đứng đây mẹ. Thằng cú nó đứng ở ngoài có bọn miếng ghim á. Đua xe không nhóc? Đua xe không? Thằng cánh cục là thằng nào? Bạn nhìn cái thanh máu được rồi bạn. Đây mà. Đây cái đầu mắt tôi. Nó trắng cây á. Tôi thấy bà đầy máu mà. Nó trắng. Nè, tôi đứng ra cho em coi nè. Thấy bình thường mà ta. Trắng cây luôn á bạn. Bình thường mà. Nè. Ông à, bây giờ mới thấy nè. Không còn một nhúm nào luôn. Trắng cây á bạn. Non. Bạn hiểu. Non. Đó, giờ anh em mình vô thành phố đi ha. Đua ông này, đua ông, xe ông. Trời ơi, thằng nào đây? Ủa, thằng nào đây? À, thằng cú. Thằng cú bây giờ. À, chị kia đây gần. Ủa không, thằng này đi xe thằng cụ mà đúng không? Thằng này thằng dám. Đâu, thằng nè, thằng bông tích 66 là thằng Thu La. Thằng Si nó đi xe thằng cụ. Xe 13 nè, về thằng cụ đâu? Ủa? Cụ đi rồi anh. Ủa, cụ đi đâu? Cụ đi bay rồi. Về miền cực lạc đúng rồi. À ok, đi bay em giờ hết. Đùa không, đùa không? Nè, còn có chấm máu nha, không có đụng tới tao nha. Đúng rồi, nó giống như là xe điện đụng nha các bạn. Mình sẽ đặt nó là xe điện đụng. Dạ đúng rồi. Xe mini nó hơi xe nó chạy đúng không? Nó hơi không không đã và xe điện đụng. Chị đâu? Chị ở trên nè. Chị đang đi mua thuốc. Tụi cười mệt quá đi. Ừ, có thằng anh tốt lắm. Mấy đứa mình hít xong rồi mình vô đầu xe tăng mình chạy. Ừ đúng. Tôi nói rồi, xong chết mặt bay hàng nào đen thôi đỏ bên đi. Chứ tôi chạy mấy lần nhưng mà tôi vẫn mắc cười nhất là cái pha mà tôi lọc vô hai cái con xe cảnh sát. Quế thiệt chứ, đang chọc này nhìn phía trước nguyên con xe nó chặn. Là biết gì không, thằng gì? Tội, nó đang nhìn tôi với là cái quả bom đang xì xì bạn. Quả thiện đang xì xì. Chắc nó kiểu nhìn a à, cái gì đây ta, sao nó lại lạ lại đẹp đẹp. Ủa đứa nào ghé mặt hóa mua gì vậy? Tôi mua thuốc nhập tao bạn, chứ còn chết vô được không bạn. À, bắn nhau như lúc trước. Có thể hiện tại các bạn chưa biết á là server bản 1.1 hôm bữa chỉ là bản beta test thôi, cho nên là bây giờ về lại bản 0.3.7 nên bắn nhau nó không được còn ngon như hôm bữa nữa rồi. Hôm bữa chỉ bắn được mấy hôm rồi. Ngon là tụi bạn lên đường. Ừ, tính ra hôm nay
hôm nay mà đỡ chứ bữa gặp 1.1 nãy giờ banh xác đâu rồi. Đúng rồi, anh em chúng chết có nhau mày chết tao sống. Đúng rồi, đúng, câu này đúng. Hai kia nó nghe được chắc con không buồn đâu. Báo một chiếc xe cứ đếm chạy. Chơi không? Thôi giờ anh em mình về mình lấy xe mình thử ra quân đội mình rước coi mấy nó có đi không. Nó nói nó phải xe điện, nó xe động cơ mà. Nó là xe động cơ, xe được gắn động cơ nhỏ nhất trong thành phố này. Còn mấy con xe nhỏ hơn là xe điều khiển. Đó, con này là con xe dạng go-kart á các bạn, xe kart á. Xe mà để đua mini trong trường đua cái thứ. Sao tự nhiên đời này nó bị drop bé bé vậy. Tự nhiên nó tụt xuống còn có 5 mét bé nè. FPS của Steam chứ không phải là FPS của game, FPS game mượt lắm. Lâu lâu Steam nó hơi bị ngáo ngáo xíu. Cướp ngân hàng bằng con này rồi ai chạy ai sống ai nhịn. Cái tính là con này phanh ngon lắm chứ. Con này phanh một phát là dính lại luôn á. Mà dính cái gì không biết, dính cái tường hay là dính cái cỏ hay gì á. Ý 4863 là thằng nào đây? 4863 là thằng nào? Em. À. Ủa vậy chứ thằng nào nó giờ đi con Skyline? Dạ. Là em. Ủa 4863 mà. Ừ. 63 là thằng Kim mà. Đâu, thằng dạ, Kim anh lát rồi. Sao thằng 463 đang đứng trước mặt tôi nó cầm maca nè. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Lộ bằng nào đó nhớ lên mày là thằng nào? Thằng Quốc Văn. 4863 thằng Kiến Văn. Ủa gì thằng nào đi con Skyline? Kiến Văn. Thằng Văn đó. Ủa là rồi. À nó về đây rồi hả? Nó về nãy giờ rồi. À trời ơi, tôi tưởng nó giờ tôi đang vượt nó. Cái gì? Tôi nhớ ông đó chơi đồ rồi mà. Hết chơi đồ rồi mà. Đồ gì mà thấy anh. Tôi tưởng đâu. Thôi tôi tưởng là nó thằng Kim. Cái tôi mới thấy nó nổ. Ủa sao rồi thằng này nào nó kêu Văn. Rồi thằng nào đi tới kia là thằng Văn. Tôi cứ tưởng là thằng Văn nó đang ở ngoài đường. Văn Văn có bộ mày, đứng có bộ đây. Em sống 3-4 mặt rồi nó Văn. Rồi giờ bắn lộn ta mà giờ máu như đây sao bắn lộn được ha. Như đây sao bắn lộn được. Như giờ mình gướng bên kia về mới tính nè, gướng bên kia nè. Giờ không nhắm ông chui vô trỏng đi. Đi không? Mỗi người đi một con. Tôi đi con Zeko, còn bà đi con Pagagi. Chơi không? Chơi không? Chơi chơi. Thôi em về nè. Hả? Em về. Ủa đâu ra vậy? Bác sĩ cứu. Hôm qua có đi chung không? Hòa nhập nước luôn. Ủa gì kỳ vậy? Tôi kia mày bỏ nghe tao mày. Ừ thằng này mày. Ồ mày đi mình mày bỏ nghe tao mày qua ơi. Trời ơi sao không anh ơi. Rồi. Đợi anh 3-4 giây, 5-6-7-8-9 giây anh ghé qua liền. Biết nào ghé qua mà nãy giờ. Đợi xíu đang ghé nè, Quý Khang nó đi mà nó nói dưới chân anh em vậy á. Anh em cây khế vậy á. Em không biết luôn. Ủa sao con xe này đang đèn đẹp chứ ta, để tôi vô tôi đổ lại cái đèn đẹp quá. Ai bây giờ mình đi cướp cứu quà ra cái rồi mình đợi xíu nha, mình cứu quà ra cái mình bắn cái nữa rồi để ta tập hợp đông đông rồi mới kịp mình xét được, nhưng mà để mình đi đi cứu quà ra cái. Lia hết cái quân đội anh, một mình lia. Láo. Một mình luôn vậy. Bớt láo đi. Em cho anh thử thách là một mình đi hết quân đội. Một mình anh vô chổng anh biết con này vô sẽ tăng tộc viên của chết không nè. Dạ chứ, ông ai như ông Di á. Lên cứu em thì cũng lên đâu, phải mở cái đèn xe. Mở cái đèn xe nó đẹp, bạn hiểu không? Bạn hiểu không? Cái đèn xe nó đẹp. Mình không có hiểu. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, đợi xíu đi qua. Đang tới. Kéo đi nữa tiếng không là. Tao nhớ bài này nó hơi drop pha em mấy một xíu. Ôi ôi trời 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 trời. Sau đây là hành trình giải cứu đàn em của một mình Di. Di rồi. Tôi biết được gì không? Tôi biết được gì không? Không mà. Thằng Khang nó đang chạy ngoài đường. Nó bị một cơn gió độc chết tại chỗ luôn. Đi cô không tôi. Trời 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 trời. Tôi nghe này nó chạy ghê. Tôi đang chạy cái thằng gì nó nhỏ dưới tôi đâu có thấy kịp đâu. Xe ta chạy tốc độ mấy trăm km/h mà chạy như con tóc mày phải biết mày né chứ mày. Khang
hang, em đây chưa hang. Đi rồi, đi. Ây á, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đi lâu rồi, đi, tôi cán phát đã nằm luôn rồi. Ôi, ờ, không chạm tâm tường rồi. Em bỏ chứ, để giữ được chứ không tâm chứ. Người giờ có trách nhiệm thế nhờ. Ơi, lật núi, ơi, lật núi. Qua, wow, tai nạn rồi. Qua wow, ở phương xa, qua wow, có thấy anh. Trời ơi. Đó. Cái người quê gì vậy trời. Để chị lên, chị rước hàng nha. Tôi mệt quá, tôi mệt quá. Để từ để trước khi mà tôi vô. Ủa, nếu quân đội đi được trước ở đường sao ta? Nào nó cũng đi với bạn. Để tôi vô đầu trước kia rồi tôi che cái đã. Anh ở em ở tình nôn nôn nôn. Cười ca có bị xe chở vậy. Đi về cứu đồng đội mày. Bỏ như mày. Tắt đèn vô hầm rồi vô xe quân đội không tắt đèn. Sao tôi ghé quân đội tôi nghe tiếng công an hú là sao vậy? Một hồi ông để xíu nha Hoàng, anh tới rồi nhưng mà anh đang sửa xe cái à. Một hồi ông chụp rồi. Đi lên cứu đàn em để tôi kết bị bắt. Tỏ rách kinh thằng Hoàng cái đã. Để xíu nha, để xíu nha. Trời ơi. Ơ, ê cấp cứu nè, ê có bác sĩ nè. Để tôi chặn đầu bác sĩ. Để xíu anh chặn đầu bác sĩ cái. Họ gì, họ có khi nào mà ông chạy vào ông két thằng cái. Không, bác sĩ này đang đây. Ở thằng nào đúng bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Hello. Dừng lại. Đi, 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 vô quân đội cứu người, bác sĩ ơi, vô quân đội cấp cứu ơi, có người bị thương, có quân nhân bị thương, bác sĩ ơi. Quân nhân thì cho cứu thôi. Vô, vô, không, vô cứu người nữa đi, bác sĩ, vô cứu, đi, đi, vô đây, đi, 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 đi. Vô bác sĩ đi trước. Bác sĩ vô đi trước, mở đường đi, bác sĩ. Trời, bác sĩ nó chơi liều, ôi bác sĩ nó chơi liều, bác sĩ nó đi lùi vô cao tốc kìa. Nó đi lùi trong hầm luôn kìa. Bác sĩ này tên là Heguin. Đúng là cái tên đó là tất cả. Đi lùi luôn, nó không thèm đi quay đầu luôn. Bác sĩ vô trước, mở cổng nha bác sĩ ơi, vô trước đi bác sĩ. Để xíu bạn kêu bác sĩ vô cứu các bạn. Vô vô bác sĩ ơi, vô đi bác sĩ. Vô bác sĩ ơi, cảm ơn bạn Thanh nhiều nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Bắn lộn với mấy người lạ không, họ anh bắn với tim này, bắn bắn lại, bắn để mình vũ bác sĩ vô cái đã. Sương mù lên rồi. Để xíu nha Hoàng, anh đang kêu bác sĩ vô, để xíu bác sĩ này sắp vô tới rồi. Nó có bác sĩ, có bác sĩ, có bác sĩ. Úi đồ còn chặn xe luôn kìa trời. Không, anh dụ, anh chủ yếu là anh dụ con bác sĩ đó vô để anh dụ quân đội ra đến chạy vô đó chứ. Có ông chùm mafia của chúng ta đều là giỏi. Ê sao nó bắn lại được vậy, sao thấy tôi đúng với cái này mà. Sao lại được tôi vậy? Ông định làm giống như cái phim gì ta? Gì quên tên rồi nha. À, này nó đổ xe nè, nó quay đầu xe nè. Không, nó dừng xe luôn rồi, mấy quỷ nó khôn quá. Thấy đâu chị. Ê nó dục xuống đây, dục xuống đi. Mấy quân đội, ủa sao nắng khăn ra ngoài được ta? Sao khăn ra ngoài được? Chết bác sĩ rồi, bác sĩ đi lùi luôn rồi, chết bác sĩ rồi, chết bác sĩ rồi, chết bác sĩ rồi. Anh ơi, quân đội chạy vòng vòng. Sao bác sĩ nắm cho vô bác sĩ? Đâu làm gì có ai đâu. Có người, có người. Bác sĩ gắng xin vô trong đi, gắng xin vô trong đi, kêu người ta mở đường lên cái. Nào, đi vào đây cùng, đi vào đây. Đây. Còn lại nữa kìa, đá lại. Đợi bác sĩ vô cái đã. Nhìn em. Hả? Chặn xe vậy sao đi? Đi đâu đây cái? Ủa, đi theo bác sĩ. Bác sĩ này kêu đi theo nè. Đi theo nè, bác sĩ này. Để xíu nhà có việc, nhà có việc. Họ đi trước bỏ hộ. Đâu ra quân đội nó đứng kế bên nó ở đi đâu đây. Quậy để xíu bay vô nè quậy. Có bị lé đây không? Biết đổi chạy vòng vòng anh em lên. Biết vậy nãy em đi con bán sờ tải không con nửa tải chứ. Đêm này giờ ai lại đọc bán tải. Trời bay quá đẹp. Như phim hành động. Dựa lên kêu quỷ bác sĩ vô cái có quỷ bên kia nó kêu nó không biết đâu ra luôn. Nó vô đi đâu đây
không biết nó đâu luôn á. Chạy em giữa như chó kêu vậy. Chạy quay lên xe rồi, lên xe rồi, dùng hết sức bò lên xe rồi. Anh mới cửa nào, qua lên qua lẻo quá ơi, dùng hết sức đi qua. Chắc mi vô mi đâu rồi? Ừ lại, đúng rồi, lên rồi. Tại làm biết mới cưỡi mày không, rồi đi luôn vô. Bây giờ em muốn đi cổng chính hay cổng sau? À cổng nào cũng được, mình là dân chơi mình phải đi cổng chính. Đúng, mình đi cổng chính cho nó bất ngờ, bắn ngay quà chết ráng chịu nha. Quà anh không biết đâu. Từ đến lượt anh lựa cổng sau đó, còn sao mẹ không phàm mình là đàn ông con trai. Đúng rồi, nó phải như mấy thằng bị bắt không ra làng đâu. Đúng rồi nào đấy. Ôi cũng sao nó giống quê luôn bà ơi, trời ơi cũng sao anh, có mấy người à, cổng chính nha. Ủa cũng chính đi, thế nhau thằng Hòa nó còn sợ nữa mà. Nói là thằng Hòa nó còn không sợ nữa mà. Em thấy sao kìa? Ý bà thấy sao vậy Hòa? Ê chứ anh bắn bụng bụng bụng. Anh mở đèn pha lên cho mấy anh thấy cho nó dễ. Ý thêm chiếc nữa. Ý á lộn được rồi, bỏ đi. Anh ơi em bắn đầu quá, cứu cô. Trời ơi, cái gì ơi, bể bánh xe đâu bà ơi. Rồi phải từ từ chứ. Ê, xe này nó sắp ngủm rồi nha. Đi 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 xuống xe cái, đi xuống xe cái thôi rồi, ra ngoài kia không được, bể bánh xe rồi. Cái đó là cái gì vậy? Này, xe. Qua qua, ố của anh, qua định, tôi định kêu gọi xuống xuống xe. Mà tôi chợt nhận ra là nó đéo gì, có sức mà nó đi xuống xe. Rồi em bò xuống xe. Xe này nếu mà để vui vui đi được, còn 410 đi ra cổng nó bắn hư xe luôn là chết tại chỗ luôn. Cho nên để mình sửa cái. Ủa eo. Ê coi nào, hồi công an nó nhảy qua bên cổng sau cái mình lại. Có mấy lần. Hay là bà muốn bay không bà? Bay luôn anh. Ừ bay kia, cái tự nhiên bay có mình anh trên xe em rớt mất tiền luôn, rớt gì bệnh viện. Không thể gì. Em rớt gì bệnh viện luôn. Thiệt. Bay cái đó em rớt gì bệnh viện luôn á. Nếu mà nó sốc mạnh quá nó đập cái đùng. Ừ là bay gì bệnh viện luôn á. Ờ cũng lắm, mình giờ mình làm đám ma cho nó luôn. Cũng được. Đỡ thân hằng, đỡ bắn lộn. Ờ bây giờ team đó có bao nhiêu người á luôn? Hả? Team đó có bao nhiêu người? Ờ tôi với Kim, mấy tụi nó nhà rồi. Kìa quân đội nó ghé chưa, quân đội nó dùng cái sao mà ghé chưa. Trời nó đúng à. Anh quá đi. Gì? Đi đi cổng trước đi. Thì ra cổng trước rồi bạn, đang quay đầu ra nè bạn. Tuy gì được cao. Tụi tôi đón ở đây nè, có gì tụi tôi có đem thuốc chích chó nè, lộn chích ngừa. Ở đây đông quỷ vừa đội đến lượt đông quá chứ đông luôn. Ôi đông rồi, quá chết là đông. Thì quân đội nó chạy ra đó kìa bà, sau lưng kìa bà. Ủa nữa hả? Ameo. Ameo meo 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 meo. Trời sao. Trời. Anh ơi. Sao đây quân đội đông vậy? Cái thằng bắt sự quá mẹ. Bà nó không chết mà. Vẫn sống kìa. Quân đội đâu quá à. Cổng chính nó chặn xe không đi được. Trời ơi sao. Nó dướt qua con xe đó kìa cái chiếu cái. Cũng sao chứ sao vậy. Chưa ra được hả? Chưa. Nè á. Giờ ta chẳng còn chi. Ê Hòa anh còn con nhúm không ơi? Anh còn con nhúm không ơi? Em còn nhiều nhúm lắm mà không sống. Anh còn con nhúm. Rồi chọn duy nhất anh ơi. Nó khôn lắm á cho mình vô cứu Hòa. Mà. Nhưng mà cứu Hòa sao mà không có đường ra. Bay cái đường không được. Ai đi? Để tôi rửa xe đi đã rồi tôi mới bay được. Bay đâu? Xe này nó có bay được, cái gầm nó thấp như quỷ á. Thì cố đi, bây giờ ông có một sự lựa chọn thôi, một là chết, hai là bay. Trời, cổng chân nó chặn một con xe biết giáo, một con xe tường không đi được. Cổng sao nó chặn hai con xe biết giáo được. Má ơi. Này em lấy xe tải lên em tông ra. Tôi đề nghị mốt xe quân đội làm thêm cổng thiết giáp nữa. Chết bà rồi, hết thuốc đột biến rồi, sao chơi. Giờ không có nước, không có lên băng cứu thương nữa. Để em lấy xe tải em tông ra. À, có cần không? Để tôi rước Kim vô cho. Rước Kim làm gì? Nó tôi có đem theo à. Anh cũng mới thấy cái gì không à? Anh cũng mới thấy. Tôi đang chơi đồ xíu, để xíu, đang bê đồ xíu. Tôi có đem thuốc mẹ. Thằng Kim nó có đem mấy cái thuốc của bác sĩ theo nè. Tôi phóng. Tôi phóng thượng phai, để tôi phóng thượng được có bay vô. Bay vô. Ai, nó chó. Được, anh em mình có sống chết cùng nhau. Còn nó sớm một giây là tôi thắng rồi.
ông hỏi khi mà tôi mới vừa thắng rồi luôn á. Đây bạn, đây bán thuốc cho tôi bạn ở cái đường. Ông sao thằng đó với ông cái gì vậy? Đâu có đâu, nè tôi đây nè, tôi chỗ cái chỗ mình hay đậu đậu đua xe bà nhớ không? À, sao cái thằng quân đội nó chạy qua đời ông mà nó không bắt ông bắt đâu? Tôi đâu có đâu, tôi đang núp ở dưới hầm mà. Ồ, thì ra là vậy. Lộn người rồi má ơi. Để xíu tôi bắt bê đồ, cái nó bê đồ á. Bê lâu lắm anh ơi. Đau quá, đang quân đội đau quá. Đâu kìa, ông mà nói trễ một giây nữa là tôi thắng lại liền nhá. Trời, bạn vô rồi bà chết gác chịu. Để xíu quà anh hết bê đồ các bạn. Ok. Hello, ê, hai cưng. Bán cho nhìn thuốc coi. Có cần cứu thằng quà luôn không? Có. Cần chích đúp nó luôn không? Có đem kim chích heo. Linh, Linh, lo nó xuống đi, lo nó xuống đi, xe mở khóa mà. Để bấm khóa. Ủa, sao bạn không biết tự mở hả? À, bán thuốc rồi. Ờ, ok, được rồi. Bê quá bạn ơi. À, bây giờ mình đổi xe không bạn? Không. Đổi xe đi bạn. À, mình đổi xe đi, mình đổi. Mình đổi xe đi. Nghèo rồi chứ. Không đủ tiền. Cái nghèo mình không nên cứu. Trong tài khoản của em. Rồi, anh em mình chuẩn bị bay ra ngoài để tôi mệt. Vô đây tôi mệt. Ê, có ai còn xăng không? Có ai còn xăng không đâu? Em còn đồ nghề. Ê, ê, chích thuốc cho thằng bạn cái em thôi, bay cho nó chết nữa vậy. À, quên nữa, chích thuốc anh ơi. Chích đích nó xăng không, em đem lên. Không được rồi, đứng chui vô nè, rồi lên, mày, anh em mày mình đi nè. Đi. À, mày hết về luôn á. Đúng rồi. Chị chỉ trễ một giây nữa là chị sống rồi đó. Chị Nhu. Ai em. Ai em. Ê, xe quân đội xuống nha. À, vô ray đi. À, vô ray đi. Tông trúng cái gì á, ngay khúc cuối nó tông trúng gì nó dừng cái đầu xe lên luôn. Bà lái quá ai, động cơ xe nó bị hư. Mì. Nè nè Di, tôi biết cách này nó lẹ hơn là ông tông trực diện, là ông tông xéo ở bên thì nãy tôi tông xéo đâu bạn. Tôi đang chạy tôi tông xéo mà tôi biết tại sao mình nó trúng gì nó tông. Tật giật cái đầu nó bay lên trời. Tới tốc độ nhẹ thôi. Ai bên lên bờ cầu phù lô. Quá. Ông ông xúc từ từ cái à, kia kìa. Đi xé đúng không? Đi xé đúng không? Kệ. Xé gần hàng rào hơn thì. Phải nó lẻ hơn. Ủa một ha quá đỉnh. Ý. Đèn không. Ê, anh thấy mình nè. Giờ mình mùng qua muốn đi qua cổng chính không qua. À, bẻ bánh xe rồi. Bẻ bánh xe rồi, cu. Cu. Ra đi cu. Xe không nổi. Ra liền nè bạn ơi, vợ bạn chiếu bạn ơi. Quý. Không chịu đâu. Không chịu đâu. Thôi bữa tôi bay ra, tôi đi con nào, tôi đi con này. Con này đúng đó, con luôn. Nhưng ý là mình tao có tốc độ nhẹ thôi, nó ra hả? Không chịu đâu, tôi tao tốc độ nhẹ thôi. Bà có thấy không bà? Nhẹ của anh là 100-200. Nhẹ mà, tại xe nó mạnh. Nhưng tình nó bắn chiếu rồi kìa. Trong này hơi lâu rồi á. Vui quá trời vui. Mệt. Mệt. Không được nè bạn. Bánh xe nó bể bánh là bạn hiểu không? Bánh xe nó bể bánh là bị yếu cái lực. Quá. Gái rồi. Xe nó banh chành luôn. Thôi gì cùng. Thôi luôn. Vì vô chi? À, nó đừng có vô rồi. Giờ đi đường nào đi, mình lên trên đường bạn. Giờ đi đường nào đi đây, gần ngay nó bay kìa. Em bay đúng cao luôn á. Kim. Đi rồi. Trời ơi, tôi muốn cười quá, tôi muốn cười quá. Cái xe nó bị bể bánh xe. Bể hành bánh rồi, ra cái đầu bấm đường nó không có, cái nó bị kiểu nó bị hộp á. Em có còn đồ nghề nè, sửa không? Có, anh còn mà qua đây sửa cho anh nè. Trời ơi. Để đó quà. Dựng xe lại đi. Có, nè. Có. Sửa đồ mà. Ôi,
Ok, nay mình về đi bất lộ. Ôi đó tôi mất mấy lần ta. Mình này là hơn quá tao mà, này là quá sao là gì? Quá ngủ quá với quay, quá quá xích rồi. Vậy thấy tôi không quên đâu. Trời phóng cái là qua mày. Lên. Nó nói nhiều. Sao là gì? Quá ngủ với quá xích. Ông hắt cơm cũng cho nhỏ lên. Thằng lục á. Quá quá xích, gọi là quá xích đi. Anh ơi, trong bên đây em ngồi bị lệch ghế anh ơi. Lệch là sao? Anh nhìn nè, em ngồi bị lệch ghế. Làm sao đây em? Vì em bự á. Rồi xong rồi. Anh cái luôn. Ôi. Quá em gì luôn. Nghe rồi ổng muốn nó lên. Mệt. Sao Lưu khổ sở vậy? Đâu, Lưu đúng em... khổ hơn chứ. Chị không có mất tiêu luôn, em thấy không? Mệt. Chị em ơi, em hiểu. Thôi đi anh ơi. Đi 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 đi. Đi bỏ. Ê đồng đội đó. Có gì xe bạn nhanh mà bạn ơi. Xe bạn nhanh mà hôm nay tôi sợ quân đội quá, mai tôi ghé tiếp. Anh đẹp. Cửa mất cửa. Đẹp lên không? Ôi đẹp đứng đứng đâu đó vậy? Ủa sao đẹp đứng đó? Ai biết là hay nó đứng nó làm tượng đứng đó đó. Rồi Lưu sao giờ chưa lên á? Lưu mà lị. Ghê không bạn? Trời ơi ghê không bạn? Thấy nó không có kìa mẹ. Tại vì nó không có còn như xưa. Này nó muốn tông cục điện chết hay gì ta? Để thấy cục điện tôi định lũi vô rồi. Tôi định tâm như sao tôi hỏi ghê không quà. Cái chiếc xe nó bay rồi. Anh ơi bay dữ quá anh ơi. Bay đâu mà bay? Không, em thấy nó bay anh ơi. Nó đang chạy bấm đường lắm luôn rồi. Sao có trời ở đây nó kỳ cục vậy, nó vàng khè mà nó xanh lè mà nó đỏ đỏ kỳ vậy trời. Chỉ lúc nào nó vàng khè nó xanh lè hay là nó đỏ đỏ à, nó vàng khè nó xanh lè nó đỏ nè cái trời nè. Kim ơi, Kim ơi. Rồi quà sửa xe dùm cái quà. Nó có vàng vàng không anh? Kim ơi. Ở đếp, có đếp, vàng đếp, xanh đếp, đỏ đếp, đủ thứ chưa? Kim ơi. Mệt quá, nay chơi mệt quá. Kim ơi. Uống cờ nó đưa. Nó xăng rồi kìa. Có xăng hả? Cái cây xăng đỏ rồi, anh em mình về bắn lộn dán thôi. Bây giờ mình có nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5, 5 người. Kêu thằng kiến vô với lại đi con tiền nhỏ vậy. Kiến vô với thằng Nguyễn A Si á. Nó cứu không đủ 10.000 khỏi cứu. Vậy mày cứu hay là mày chết? Vậy không cứu thì làm gì em? Tao sẽ riết mày. Riết. Chém mày ghê luôn á. Giờ xe đâu đi vậy? Kia vô mét dưới. Trong gơ Satanalito lái tờ đúng không ta? Bài đó đó nghe hơi nhiều. Mặt trời trên kêu du mạch du xong gờ xà nở như tổ lai tờ đi lai tờ nữa rồi đơ dành gì đó rồi quên rồi. Về chưa mấy đồng chí? Thôi sau bao nhiêu ngày tôi cũng chưa về bạn. Nhung tao chục cái lần xe mấy lần té xe chết gì ai bị? Kim á. Kim nó chết hoài à. Thiệt không? Thiệt. Bộ cái này xe nó đẹp quá trời đẹp. Rồi anh em mình bắn lộn nhau nè. Bắn dán nè. Dùng nó ngon hả? Ờ không, Vun nó đi bệnh viện rồi. Nó chơi sách tích, nó xây cái nhà máy điện Vun cái nó đi bệnh viện luôn rồi. Vun nó đi điều trị não ở trên ở bên Mỹ 66. Alo, thằng Nguyễn A Si với lại thằng Kiến Vô ơi. Kiến này nó nghe không ta? Nguyễn A Si. Kìa Kiến Văn nó vô rồi kìa. Nguyễn A Si với lại Kiến Văn. Bắn lộn nè, đi bắn lộn nè, đi bắn lộn nè. Ủa mà quên mình đâu chi tiên đâu, mình chơi bắn lẻ nó mới vui chứ quên ha. Trời ơi, 0.37 đó ông nội. Hả? 0.37 đó. Cái vậy nó mới vui. Hi. Nhờ bà lo xét máu giá dùm tụi mình. Rồi xuống xe đi buông cục lại nè. Còn các con đâu về lẹ mày. Ok. Bắn một cái nữa rồi đi ngủ với các bạn. Tại Kim chết nhiều quá tôi phải cứu nó. Ừ chắc bà cứu được tôi. Rồi quên súng tôi mạnh hơn nha.
đây 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 là tôi muốn xét dùng máu giáp tụi này vậy vậy bỏ mặt nạ á. Thôi lẹ ăn Khang bỏ mặt nạ ra Khang ơi, con các con bỏ mặt nạ ra. Đẹp trai bỏ mặt nạ là đẹp quá chịu nổi. Bắn bằng lục bắn lâu lắm, tại vì lỡ xét full giáp full máu rồi bắn bằng lục lâu lắm. Rồi chúng ông sẽ nơi cũng chơi nấp lại chơi lại. Ôi chúng ông bắn kêu hết cái máu rồi chơi gì nữa. Bởi vậy ông được cái ông khôn lắm, mình bắn đã ông là người cuối cùng. Ê mà xét lục đi từ Tú ơi, Tú ơi. Xét mỗi người 100 máu thôi, với lại xét tất cả đều là cây piston đi. Xét hết đây piston bắn cho nó vui. À ok, xét piston đều nha. Hẳn là piston à. Để tôi vô cốp tôi lượm cây bích tông 50 ra tôi bắn rồi. Lão. Có số 50 là cái xịn. Lão. Chưa có bích tôn nữa. Bầm 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 bầm. Hỏi lậu quá ta. Kìa, anh cầm cái tôn rồi kìa. Ai vậy hả? Tôi có bích tông rồi. Tông. Ờ, xét tôi về không có giáp đi, tôi đang có giáp, đang có miếng giáp. Cần chi để tôi bắn cho. Rồi đủ rồi đó, được rồi đó. Sao bao lâu thì xong rồi anh em? Đúng rồi, để em bắn cho. Còn em nữa. Rồi được rồi, rồi được rồi. À, rồi. Ok, anh em mình đi ra khu kia. Anh em mình mỗi người lên con xe đi. Xe tôi đâu rồi, xe tôi. Mày tao bắn bây giờ mày xuống, mày xuống. Nó cho nó cán Khang kìa. Tao nó lừa lại thấy ai đâu. Cán Khang kìa. Ai cán em, ai cán em. Con cán con. Tao không bắn chị á. Ok, cảm ơn tôi. Xe đâu rồi? Lấy đi hết trơn rồi. Lấy đại đi mọi người, vô mọi người chơi chiếc bắn lục nha, bắn lục hết nha mọi người một chiếc. Núp một góc. Ok hết rồi bắn nhau nha. Ê, ngạo đi xe chở ơi. Không có xe đi bộ. Ừ, đi bộ đi, ai muốn chậm chi. Việt Nam chậm mà mất hết. Quên anh em mình, từ từ, để tôi đá ra cái đã. Ai lấy xe mình làm chó. Ê, quà. Chị luôn. Đứng đây chơi cho vui. Bạn thích ghê. Thôi tính ra trên bản đồ mình nhiều chấm luôn á. Núp cũng vậy à, mà không núp cũng vậy. Ờ, quá mình đang chấm lẻ. Chưa có bắn thằng Quỷ Khang. Chưa có bắn. Để đuổi bạn ra khỏi chơi mafia. Tại chị luôn. Láo mẹ. Đuổi mới bắn lộn được chứ mà láo mày. Rồi ok chơi vô trí chưa? Solo hết trơn hả? Để em mất chị tải. Vô trí hết chưa? Ok hết chưa? Chưa. Mình mới thấy mấy con thằng nó chạy. Bắn em 4 không? Không bắn súng lục. Bắn cái pistol đi. Cái gì vậy? Tụi nó nước con chọn mấy thằng gặp nhau. tôi thấy rồi. Vô trí nha anh em, lẹ đi nha. Ok. Nó đứng này. Trời ơi, tôi với thằng nào đang chạy dưới sân nè. Bắn chưa? Chưa. Ok chưa. Ok rồi. Rồi ok, bắn á. Đếm đi. Bắn đi, rồi bắn rồi, bắn đi, bắn lộn rồi đó. Tăng nha. Mã tôi thấy nhăn nó núp ở đâu ở nhà, mày tốt nhất mày trốn đi nha. Chị luôn. Chứ đã chị thấy mày núp ở đâu rồi. Cái bụi biết nói. Cái bụi biết nói. Ê. Cô đếp, chị bị bắt rồi. Nào chết rồi la làng nữa nha, chết rồi bắn được ai la làng nữa nha. Ê, cô đẹp. Ê, mình đang bắn nhau với bà luôn. Ê,
Nay thời tiết nó sương quá các bạn ơi. Không, chơi không có giáp nha các bạn. Chỉ chơi mở máu thôi, tại vì số lượt bắn rất là lâu. Ừ, mà hiện tại là server đang về là 037. Nó không có đồng bộ như 1.1 cho nên là bắn như đầy máu là bắn cũng hơi lâu á. Mình có nhiều điệp viên không không thấy vậy. Má tôi giết bài test cho bài vừa lâu. Sao bắn hoài nó không dính vậy? Ấy. 0.3 cho bài các bạn. Thì lay đó bạn. Thật đau lắm. 0.3.7 nè. Dính nó kìa. À. Cứ đếp cục rồi. Được. Sao lại xuống biển rồi chị? Làm sao? Biển nó bắn tao à? Đây đây để bắn phụ luôn chứ. Đúng rồi, bắn em nha. Ây da, Con nó bắn ra. Ây da, thằng nhân chi vậy đâu vậy? Thằng nhân chi. Cái đàn mèo mày. Nhớ đồ, nhân đi rồi. Nhân đi rồi. Khiên còn xí ba. Chỗ này sao bấm mà nó kẹp mình nó bắn đó nhờ. Ê, nhìn kia bên trái á Kim. Nhìn kia kìa à là. Đồ mà. Thôi. Nè, nè, bên đây nè, bên đây nè. Bên cậu á, thấy cái cậu không? Thấy cái cậu không? Rinh. Rinh té. Chỗ đó nó có thằng Kim. Chỗ đâm mình chia 1-1 thôi. Để mình chơi với này, thằng này khang thằng nào á. Đau rồi ta. Thằng nào đây? Ôi thằng Hòa bắn nó không một chiếu máu luôn kìa trời. Thằng Hòa hát kia. Ta. Gì ơi. Thằng Hòa cái gì nó bằng một với tôi luôn nè. Hòa á vú. Hòa á vú. Đúng rồi, nghe tiếng súng rồi, đúng bên kia lận. Hòa mình đã đình chiến không Hòa? Cái này sao bắn quà nó không chết. Quà đã chết. Nhưng mà bắn quà tốn nhiều sức lực quá à. Còn ai còn sống vậy ta? Còn em với luôn. Ý gì là còn có 3 người là còn ai còn sống lên tiếng thôi. Quý Khang nó núp. Quý Khang nó núp. Chó nhàng nó núp. Chó nhàng nó núp. Dì ơi. Dì. Alo anh ơi. Khỏe chú. Ai biết. Baby baby girl. Tao rồi mất tiền. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cướp hà. Cố hà cố. Ê lúc này bắn kìa. Ê lục khang nấp dưới này nè. Ê nó nghe nè, chơi hai người còn sống cuối cùng mình chơi bắn súng kiểu cao bò. Ê Kim với lưu trên ẩm kìa. Nó nợ em 200k. Nghĩ. Kiếm nó đi em. Kiếm nó đi chứ nhắn lên đây làm gì nhắn nữa, anh sợ bam á. Xóa. Tốt bên kia. Cái đó là chuyện riêng của em cho nên là em kiếm nó đem xử lý. Ủa con nào chạy xe vàng vô vậy? Con nào chạy xe vàng vô vậy? Ê từ, có hàng chạy xe vàng vô kìa anh em ơi. Alo. Đâu anh? Nè, nó đứng đây nè. Từ từ nha, để lấy súng bự anh bắn xe vàng đó nha. Vậy có thằng áo trắng chạy bộ anh em ơi. Rồi nó nhảy ra ngoài cửa bà nó rồi. Ok chơi tiếp. Nó còn nó núp nó tàng hình rồi. Ở thân chi thuật rồi. Ê không chơi, chúng chơi lặn biển nha con cá. Cái bụi biết nói. Ui trời mình vô bụi. Các bạn đéo ai không? Các bạn đéo ai không? Ấy da,
Ui ui, blue bay bắn bên kia. Đúng rồi, chị bắn blue đi. Ui, thằng Kim nó gần đây hả ta? À! Thằng Kim mẹ đâu? Thằng Kim. Đứng kia bên anh nè. Trời ơi. Hay gì nó đục mấy viên chết luôn, quỷ Kim. Thì được lắm. Thì được lắm. Ủa sao hôm nay chết đi thua màn hình vậy trời? Nó chết tụi thấy vậy trơn. Mấy mình chúng ta có chịu được. Thằng Quỷ Kim nó núp không thấy nó luôn á trời. Ok, xin chào tất cả các bạn. Và hiện tại là mình đã nằm xuống bị Quỷ Kim nó bắn lén. Chết rồi các bạn. Dạ dạ. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Nó thui không thấy cái gì hết trơn á. Trời ơi. Tiếng bánh á lộn, tiếng súng. Tiếng súng nổ ra nhiều. Tiếng bánh. Lộ. Ô còn ai còn sống? Thằng Khang, Quỷ Khang nó núp núp từ từ ở cuối luôn. Khang chết rồi, Khang chết rồi. Ôi thôi vậy còn Kim với lại con cá con rồi. Hả? Ai thắng? Du thắng. Ôi sao nó im dữ ta, nó thắng là làng nó im dữ ta. Ơ à, tôi ăn à quên, để mấy tôi tót quên. Tưởng đó. Đang bắn mày được với thằng Quỷ Khiêu nó bắn đó chứ. Đâu, tôi đang bắn nó. Ông thấy, ông không thấy hả? Không, tôi không thấy nó, tôi thấy bà, tôi đang núp vô bụi cái tôi. Ủa sao tôi thấy bà đứng đứng lượn lượn cái cây hoài, cái tôi mới bắn bà, tôi tưởng thằng Kim nó đứng ở đâu. Tự nhiên cái vừa bụp cái tôi chết luôn. Tôi đang bắn nó, tự nhiên ông bắn tôi chỉ để nó biết ông đó. Biết vậy là tôi im luôn là được rồi. Tức thiệt. Thôi rồi thôi, ok, mình nấp xuống với nha các bạn. Nay like 2 tiếng mấy mệt quá rồi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, ngủ sớm mai đi học. Các bạn nhớ đừng quên là đăng ký kênh của mình nè, cũng như là like video và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở buổi live hôm sau hoặc là video hôm sau. Chào các bạn, bye bye. Mình nấp stream đây, chào các bạn.